lo mấy chị nha. Rồi chị nào xem like chấm like cho giùm em nha mấy chị. Mấy chị chấm like lên giùm em nha. Em chào chị Huyền My. Nay xem nha mọi người ơi, chấm like lên giùm em. Rồi cái em đang mặc nha, đầu tiên chốt 35 ngàn cho em, chị nào chốt lên với em mã áo đen cái này lên tuyển nha mấy chị. Rồi chốt áo đen giùm em nha, 55 kg đổ lại vừa, lên với em áo đen 35 ngàn mấy chị ha. Áo đen 35 ngàn giùm em, chấm like lên mấy chị đẹp. Em chào chị Huyền Bi nha. Rồi các con áo bà ba này sale luôn mấy chị nè. Áo bà ba bông 85 ngàn em xả 35 cho mấy chị nha. Còn cái này size số 2. Áo bà ba nha mấy chị. Mặc với quần đen, chị nào có chưa có quần thì muốn mua quần thì comment cho em nha. Cái áo em đang mặc lại lên tuyển chị. Bình thường bán 50 nên em sale cái này 35 nha. Rồi em sale lộn xộn, bóc cái gì là sale cái đó. Ủa bên trang bên bên trang chính của em sao nay em thấy người vậy ta? Nay lên đúng giờ mà mấy chị đẹp đâu hết rồi. Rồi ha, cái này chị chốt cho em nha, size số 2 50 đến 55 kg vừa nha, 50 đến 55 kg vừa chốt cho em mã áo bông đỏ ha. Áo bông đỏ size số 2 xả 35 ngàn nha mấy chị nha. Lên áo bông đỏ cho em nha, size số 2 85 em xả còn 35 nha, chị nào chốt lên giúp em. Rồi áo bông đỏ đó size số 2. Cái bông đỏ này size số 3, áo bông đỏ em còn 2 cái. Em chào chị Minh Phước. Áo bà ba bông đỏ em còn 2 cái, một cái số 2, cái số 3 xả 35 ngàn nha, chốt đơn tương tác lên giùm em mấy chị.
Em chào chị Minh Phước nha, rồi áo bông đỏ size 2 và size 3 giùm em nha. Không chị, em không có quần jean. Này size 3 luôn. Rồi. Bộ giả váy mấy chị ha. Bộ giả váy nha. Cái này là set rồi. Quần giả váy bộ này 150, em xả cho mấy chị, hôm nay là em xả cho mấy chị 85 luôn nha. Chứ là chốt lên em bộ này size số 1. Bộ này size số 1, 45-50kg vừa nha. Xả 85 chị nào chốt lên với em bộ xanh size số 1, chốt bộ hoa xanh size 1 cho em nha. Bộ hoa xanh size số 1 giùm em nè. Này 150 giờ xả còn 85 mấy chị, chấm like lên giúp em. Bộ giả váy mọi người nha. Rồi chị nào chốt bộ này lên giùm em bộ hoa xanh cho mấy chị size số 1 nha, 45-50kg vừa ha. Quần đó là quần giả váy nha mấy chị đẹp. Đó, nguyên bộ như vậy ha, 150 em xả còn 85, chị nào chốt lên giúp em. Hoa xanh em đang mặc còn size số 1. Bộ hoa xanh size số 1 cho em ha. Sale 85. Ủa thằng cái áo đâu ta. Bộ hoa xanh em đang mặc là size số 1, xả 85 ngàn mấy chị ha. Đó, cái view sao nó không lên vậy trời. Này bạn yếu hay sao mấy chị, thấy cái view nó không chạy nổi luôn. Rồi bộ hoa xanh em đang mặc là size 1, 45-50kg nha. Xả đồng giá cái bộ này là 85 ngàn ha. Rồi chị nào chốt bộ này lên vậy em là sọc xanh. Bộ em đang mặc là bộ giả váy nha mấy chị. Sọc xanh này em còn size 2 và size 4 mấy chị nha. Sọc xanh em còn size 2 và size 4. Hello chị Phi. Nhận hàng rồi hả chị? Ok chị nha. Cảm ơn chị. Em chào chị Vân Trang, hello chị đẹp. Rồi bộ em đang mặc 150 xả còn 85 nha. Bộ em đang mặc là size số 1, 45-50kg vừa ha. Lên tiếp giùm em, cái này là cho em mã sọc xanh. Bộ em đang mặc là giả váy xếp rồi mấy chị nha. Quần giống như là nó quần nó may ống rộng như dáng chữ A vậy đó. Rồi chị nào thích bộ sọc xanh lên sọc xanh cho em ha. Sọc xanh em còn size 2 và size 4. Sọc xanh em còn size 2, size 4 nha. Chị nào thích sọc xanh chốt sọc xanh giùm em nè. Sọc xanh size 2, size 4 cho em nha. Hello chị Vân Trang. Rồi sọc xanh em còn size 2 và size 4. Bộ này mấy chị lên giùm em mã hoa lá tím cho em nha. Lá tím em còn size số 2. Lá tím em còn size số 2, 47-48kg cho đến 52-53kg vừa nha. Cao 1m65kg cho em size số 2 nha. Rồi lá tím giùm em mấy chị. Lá tím. Đây mẫu em mặc là xếp rồi nha chị ơi. 150 em đang xả 85 ngàn nha, chị chấm tương tác lên cho em. Dáng quần nó như vậy nha mấy chị, quần có 2 túi cho em nha. Quần có 2 túi. Bộ em mang mặc là size số 1. 45 đến 50 kg, 50 kg thôi, cao tầm 1m58 đến 1m6 nha mấy chị. Rồi bộ này lên nha em. Mã lá tím nè. Lá tím em còn size số 2 thôi nha. 47 48 cho đến 53 kg vừa cho em lá tím. Rồi bộ lá xanh này em còn size 2 và size 5 nha mấy chị. Lá tím, lá xanh. Bộ lá xanh này em còn size số 2. Bộ này em đang xả 85 ngàn mấy chị, hơn 150 xả còn 85. Rồi lá xanh này em còn size 2 và size 5. Chị nào chốt lên bộ lá xanh cho em nha.
lá xanh dùm em nè. Chốt cho em mã lá xanh. Xem là áo và ba bông. Áo và ba bông đây chị 85.000, em xả luôn 35. Em còn cái bông này thôi, bông đỏ. Còn một cái size 2 và hai cái size số 3. Đây chị đẹp. Áo và ba bông thôi, còn một cái số 2, một cái số 2, hai cái số 3. Một cái số 2, hai cái số 3 nha, 85 em xả, còn 35 luôn. Rồi chị nào chốt áo bông bà ba là chốt áo bông đỏ cho em nha. Áo bông đỏ 35.000 à, một cái số 2. Chị Trần Nho, size 5 là cái mẫu em đang mặc là tầm chừng 62 tới 3 kg cho tới là 68 kg chị, còn nếu mà cao tầm mét 6 thì 70 kg vừa nha. Bộ hoa xanh nè. À, bộ lá xanh chứ. Bộ lá xanh này em còn size 2 và size 5 nè. Bộ lá xanh em còn size 2, size 5. Xả 85.000 nha. 150 em xả còn 85. Chị bao nhiêu ký chị Trần Nho? 62 đến 68 ký size số 5 chị. Nếu mà cao 1m6 thì 70 ký vừa cái mẫu này nha. Mẫu em đang mặc, bộ này em đang mặc là size số 1. Rồi bộ này size số 1 luôn mấy chị nè, lên em mã tím. Chốt cho em bộ tím, bộ tím này size 1. Ở size 2, bộ tím này size 2 mấy chị. 65 ký là chị vừa đó chị. Chị vừa size số 5 đó chị Trần Nho, cái này em bán là 150 đó, mà giờ em xả có 85 mà em đang sale quá sốc luôn. Sale có nửa giá. Rồi tím cho em size số 2 nha. Chốt cho em mã tím size số 2. Chốt tím size số 2, mẫu em mang lên là bộ giả váy. Rồi, tím số 2 giùm em nha, ship 30.000 một đơn mấy chị hả? Đây. Rồi chị nào chốt tím lên cho em mã tím. Tím cho em nha. Tím size 2. 47 48 kg đến 53 kg vừa, cao 16 55 kg nha. Rồi. Đầm. Đầm 160 xả luôn 85 nha mấy chị. Đầm em còn size S nhưng mà cái size S này là form to nha. Size S này 57 58 kg đổi lại cho em vừa ha. Rồi đầm xả 85 luôn nha. Đầm dáng chữ A mấy chị, đầm có 2 túi. Hơi xinh luôn. Đây ha, cái chị mất chị giờ về mình thắt thêm một cái nịt váy vô rất là đẹp. Có 2 túi nha, dáng chữ A. Cái này còn size S rồi, còn mấy cái. Rồi chị nào chốt đầm xanh lên đầm xanh giùm em. Mình mặc thử cái nha. Đầm em xả 85 luôn nha mấy chị. Đầm 160 xả 85 ha. Size S thôi, chỉ còn size S thôi. Sẫm hết rồi chị Subi, sẫm không còn bộ nào hết á. Rồi đầm nha mấy chị nha, dáng nó lên như vậy ha. Đó, 160 em xả còn 85 ha. Em đang mặc là size S nè. Cái đầm này 55kg đổ lại cho em vừa nha. Rồi con này 55kg đổ lại vừa, chị nào vừa chốt cho em đầm xanh nha mấy chị. Đầm xanh 160 em xả còn 85 luôn nha. Rồi chị nào chốt đầm xanh lên đầm xanh giùm em. Em đã xả đồng giá 85.000 một áo, một bộ không một đầm nha chị. Còn cái nào giá khác không bán sao nha. Chị Quỳnh Hoa. Chưa chị, chị nào đi, chị nào em đi đơn là em báo. Chị Quỳnh Hoa là ở Đà Nẵng hả? Bộ tím cũng 85.000 luôn nha chị Quế Chi ơi. Cái này là 150 em xả 85 thôi. Nó là bộ set giả váy, mình mặc vô giống như một cái đầm mà. Kiểu như maxi vậy đó, nhưng mà nó là set rồi nha chị. Đây ha, bộ tím này là 53kg đổ lại cho em thôi. Cao 1m6 thì 55kg. Cái dáng quần nó như vậy nè. Đó, cái quần nó giống như cái váy vậy mấy chị, hay có hai túi. Quần giống như cái váy gì đó, mặc xòe chữ A rất là đẹp. Đầm em đang mặc xả 85 luôn nha. Đó, chị nào thích chốt cho em đầm xanh nha, 55kg đổ lại vừa con này ha. 55kg đổ lại vừa, chốt đầm xanh giùm em. Chị Quỳnh Hoa là ở tỉnh nào chị? Đà Nẵng hả? Rồi cái này lên giùm em ạ. Hoa nhí hồng cho em mấy chị nha. Hoa nhí hồng cho em size S luôn. Hoa nhí hồng này 57kg cho em vừa nè. Hoa nhí hồng này 57kg đổi lại cho em vừa nha. Em đang xả đồng giá 85.000, giá khác em báo nha mấy chị ha. Rồi lên giùm em ạ. Hoa nhí hồng cái form giống như em mặc vậy đó. Hoa nhí hồng 57kg đổi lại vừa. Hello chị Tâm Thiện. Chấm like tương tác, chia sẻ like lên giùm em nha. Hoa nhí hồng Đà Nẵng chỗ chị thấy người ta giao hàng được chưa?
Bữa trước là quận Cẩm Lệ Đà Nẵng là em có khách chỗ đó, chị đó là hai đơn đều nhận hết mà không biết là chị có nhận được không nữa. Em thấy là như là giao được hết rồi sao á, chỉ có như thành phố Đồng Nai với Bình Dương là vẫn hiện tại vẫn chưa giao được hay sao á. Rồi lên mã đen giùm em, đầm đen cho em nha. Đầm đen nó giống như con xanh em mặc nè. Rồi đầm đen 57 kg đổ lại dừa, cái con xanh là nhỏ hơn. Đầm đen 57 kg đổ lại cho em dừa nha. Nếu mà được thì mai em đi đơn nha chị. Nếu được thì mai em đi đơn nha. Rồi lên nhà em mã đầm đen mấy chị ơi, cái nào cũng có túi hết á chị. Cái nào cũng có hai túi hai bên hết á. Rồi chỉ là chốt đầm đen lên nhà em, đầm đen 85 ngàn một đầm nha. Em đang xả. Đầm chỉ còn CS thôi. Chấm like lên nhà em mấy chị, hình như nó ẩn comment rồi. Rồi cái này mấy chị lên nhà em hoa nhí xanh. Hoa nhí xanh 57 kg đổ lại cho em dừa nha. Chốt cho em mã hoa nhí xanh. Hoa nhí xanh 57 kg đổ lại giùm em dừa mấy chị. Lên mã hoa nhí xanh giùm em nha, 85 ngàn luôn, chốt cho em hoa nhí xanh. Cái này đầm đen chị Thùy Vũ, lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha chị đẹp ơi. Cái này lúc em mua không chị Lily, cái này là đầm hoa không chị, mà còn size S không à, em xả đầm này bình thường bán 160 lận, giờ em xả có 85 ngàn một đầm hả. Đầm có hai túi nha, này về mấy chị nịt thêm một cái nịt đầm vô dễ thương lắm. Đây không, em 45 kg, cái em mặc là 55 kg thôi lại vừa nè. Size S nhưng mà form nó to nha mấy chị. Tại cái form hàng này là hàng xuất ngoại nè. Hàng này em bán là hàng xuất ngoại nè, cho nên là ta đi theo cái size nước ngoài nó hơi to. Chị Thúy Vũ lấy đầm đen hả chị? À, lên 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 nhờ em số điện thoại địa chỉ chốt nha. Rồi cái con này nè mấy chị, vải nó là vải đuổi, hồi lúc em bầu em mua để mặc mà. Em mua vậy nó bự quá, em không có mặc còn tem luôn nè. Con này em lúc em mua là 145 ngàn hiệu luôn á mấy chị nè. Em mua 145 ngàn, giờ chị nào lấy ha, chia lại nha. Cái này là lúc em bầu em mua mà không có mặc này, còn tem. Chia lại 75 ngàn chị nào á mặc rộng nha, hoặc là chị nào đang bầu, chốt cho em đầm bầu vàng giùm em nha. Đầm bầu vàng cho em nè. Ở đây dây một nơ. Con này 70 kg đổ lại vừa mấy chị. Lúc em còn bầu có 50 kg, mẹ có cái đầm này tới 70 kg lận, về mặt nó bự lắm không có mặc được. Rồi chị nào chốt đầm này nha, chia lại giá nửa giá thôi, 75 ngàn ha. Rồi lên giùm em mã đầm vàng 75 ngàn nè. Mua mấy cái đầm bầu mà không có cái nào em mặc được hết trơn á. Đây đó, mua mấy cái đầm bầu mà không cái nào mặc được hết. Rồi 70 kg đổ lại cho em vừa luôn nè. Cái này là vải đó là phi hay cái gì á không biết. Bên này có hai có cái dây nha mấy chị, hai cái dây nha. Mình mặc cái eo tới đâu mình cũng rút tới đó nè. Đó. Rồi chốt cái này đầm hồng cho em nha, đầm nể là đầm gì? Đầm vàng. Cái này lên cho em đầm hồng nha mấy chị. 75 ngàn luôn. Này em mua toàn 145 ngàn một cái không á. Em mua trong shop bầu á. Rồi đầm vàng đầm hồng cho em 75 ngàn ha. Em chào chị Út Nhân. Rồi cái đầm này là vải KT nè mấy chị nè. Đầm này vải KT, toàn là bầu không thôi, nó có dây buộc cột lại đó. Mà tại em mua về nó to quá em không có mặc. Hello chị Út Nhân nha. Rồi cái này bán cho chị mấy chị là 70 nha. Chị nào chốt lên mã đầm trắng giùm em. Này là hàng mới nha mấy chị, em mua shop để về em mặc á. Nhưng mà nó bự quá. Em mặc nó bự quá. Ở này thiêu này, cái này là phải. À, lúc em bầu có 50 kg à. Mà quốc sợ về cứ mặc không được, quốc toàn là 70 kg không à. Đó. Rồi lên cho em mã đầm trắng nha. Đầm trắng này thì 65 kg đổ lại cho em thôi. Dạng giống như là kiểu đầm sơ mi gì đó. Rồi em sale lại cho mấy chị là 70 ngàn nha. Rồi em chưa có mặc lần nào luôn á. Rồi chị nào chốt lên giùm em là đầm trắng ha.
Chị thì Vũ ơi, nãy giờ em lên đồ em là toàn hàng mới, chỉ có riêng áo len là hàng si tuyển thôi chị. Chỉ có riêng áo len là em si tuyển thôi, còn đồ của em lên là đồ mới hết nha. Đầm hồng em chốt chị Tâm Thiện. Hàng mới chị, cái này là em cũng chia lại thôi, cái này là đầm lúc em mua để mặc bầu. Mà nó to quá em không có mặc. Nhận việc hôm nay em sale, lâu nay em quên, em để trong bọc em quên. Lâu nay em không em quên chứ em nhớ em đem ra em sale rồi. Đầm trắng. Chị Út Nhân mình ở tỉnh nào chị? Lên nhiều em địa chỉ thôi, em coi có nhận đơn được không nha chị đẹp ơi. Rồi đầm trắng em trắng em chốt chị Út Nhân nè. Mặc thử bộ tím rồi chờ em xíu nha. Bộ tím giả váy á hả chị? Chị Út Nhân ơi, mình lên địa chỉ giùm em thử em coi em có nhận đơn được không nha chị. Đây bộ tím nè. Bộ tím này size số 2 nha. 47kg cho đến 53kg thì em vừa ha. Bộ này là bộ giả váy. Bộ này bộ giả váy mấy chị ha. Hàng em bán là mới hết nha mấy chị đẹp ơi, chỉ có riêng áo len là hàng si thôi nha mấy chị. Rồi bộ tím nè. Hello chị Mai Hoàng. Chị không nhắn theo dõi em hả? Bữa trước mình có hai áo á. Đây. Rồi ha, bộ tím nè. 47 đến 53 kg, cao 1m6 55 kg vừa giùm em nha. Em 45 kg. Rồi. Là chốt lên cho em ha. Lên cho em bộ tím giùm em nha. Bộ tím với em quần có hai túi. Đây xích rồi mấy chị đi tiệc đi chơi gì cũng đẹp hết, đi biển là ok. Mặc vừa giống như cái maxi vậy mấy chị. Mặc như cái maxi vậy đó. Rồi chị nào chốt bộ tím lên bộ tím giùm em nha. Bộ tím em chỉ còn size số 2 thôi. 150 em xả còn 85. Chị Mai Hoàng bữa trước hai cái áo em còn để đây nè, chị có chọn thêm không? Hai cái áo của chị Mai Hoàng nè. Ồ đẹp quá chừng luôn. 45.000 à. Chọn thêm không chị Mai Hoàng? Đúng rồi, hai cái của chị, một cái sọc đen, cái sọc xanh. Đây nè chị Thúy Vũ. Len hàng si tuyển nè chị. Em bán 45.000 một áo đó, chị có muốn xem không thì lên cho. Long Xuyên An Giang hả? Hình như được chị. Ok chị Út Nhân nè, mình chọn hai sản phẩm giùm em nha. Hoặc là đơn 100.000 trở lên em mới đi đơn. Rồi bộ tím ha, chị nào chốt lên giúp em ha. Bộ tím. Hello chị Hồng Sang, lâu quá không gặp. Cái đầm vàng này, đây chị, nó là đầm bầu nha mọi người ơi. Đâu rồi? Nó là đầm bầu nha, cái này là em mua nhưng mà em không có mặc bởi vì nó to. Cho nên em mới sale. Em mua 145.000 trong shop á. Nó bự quá, nó dài so với em, lớn em mặc vô nó không có được đẹp cho nên em không có mặc. Rồi. Nha, 70kg đổ lại vừa luôn á. Chị nào chốt thì lên giúp em đầm vàng nha. Đầm vàng em xả cho em sale cho mấy chị 75.000. Sale cho mấy chị 75.000 nha. Còn như cái này có túi nè. Ờ à, đúng rồi, nó có túi nè. Ủa sao có một túi vậy ta? Em chưa mặc thử bao giờ luôn á. Giờ thấy bự quá cấp luôn à. Nè, cái này là vải đuổi nha mấy chị. À, có một túi à mấy chị. Sao nó chơi có một túi à? Không có khoác chị VV. Ok chị Hồng Sang. Bình Dương chưa có nhận đơn chị Thùy Vũ ơi. Chỗ em bưu điện chỗ em Bình Dương, Sài Gòn, ở Bình Dương, Sài Gòn, Đồng Nai, Bến Tre, Long An là chưa có nhận đơn chị. Rồi lên gì nữa ta? Rồi lên áo len ha. Quần em mặc em mới mua, em mới mua ba cái rồi để em bán áo len đó. Em không có bán mấy loại này. Em bán đồ bộ không à. Em bán đồ bộ không à hả?
Nên là khách cứ chốt hai cái thôi, hai cái thì thôi không à, không có đủ đơn gì hết. 45.000 một cái này mấy chị. Ờ à, đây còn cái đầm nữa em xả cho mấy chị đi ha. Bình Dương em chưa nhận đơn chị Thùy Vũ ơi. Rồi cái này đầm dạng suông á mấy chị. Thì em xả cho mấy chị 50 luôn nha. 50 luôn. Đó thun cô tông. Chị nào chốt em đằng sau có dây kéo đúng rồi. Đằng sau có dây kéo nha. 50.000, đầm này 55 kg đổ lại cho em vừa nha, chốt cho em mã đầm. Chốt đầm suông giùm em ha. Lên em mã đầm suông. Đầm suông cho em mấy chị 55 kg đổ lại vừa xả 50.000 cho mấy chị luôn nha. Rồi đầm suông giùm em 50.000. Không chị, quần em không có bán. Rồi em lên áo len siêu tuyển nha mấy chị ơi, 45.000 một áo giùm em nha. Cái này mấy chị lên giúp em mã tim nâu cho em ha. Tim nâu giúp em nha. Tim nâu. Chị Nguyễn Mai ơi, chị muốn mua quần giống em nè, chị inbox đi em cho chị chỗ chị mua, em cũng mua đằng chỗ bé kia. Rồi lên mã tim nâu giùm em mấy chị. Tim nâu 55 kg đổ lại vừa nha, chốt mã tim nâu cho em ha. Em chào chị Nhung Lê. Tim nâu mấy chị ha. 45.000 một áo 55 kg đổ lại vừa. Bao đẹp cho mọi người luôn. Chị Nguyễn Mai muốn mua á, inbox em đi, em cho cái đường link chị vô đó chị mua, cái này em mua chứ em không có bán. Chị Thị Vũ ơi, mình chốt, mình chắc là chắn lấy hàng thì chị cứ chốt em giữ đơn ha, giữ đơn rồi khi nào ship được em ship. 45.000 mấy chị, rồi lên tim nâu cho em nè. Tim nâu nha. Em lên ha. Cái này mình mặc dưới váy đẹp hơn thôi. Rồi tim nâu giùm em. Trời ơi, một con họ tiết nè. Xin chưa? Một con họ tiết này, họ tiết này người ta bán tới 130 lận mấy chị. Họ tiết này bán tới 130 lận nha. Em bán là cho mấy chị đồng giá 45.000 luôn ha. Rồi con này 60-62 kg đổ lại cho em vừa, chốt cho em mã họ tiết xanh mấy chị ha. Chốt họ tiết xanh cho em nè. Mít kiểu nào cũng đẹp hết mấy chị. Quần tây, quần rinh, quần đùi, chân váy gì cũng vô ok hết nha. Rồi lên giúp em ha. Lên giúp em họ tiết xanh. Khỏe chị. Khỏe mà không khỏe. Tại vì hàng bán đi không được, mũi mệt. Tim nâu chốt chị Ngọc Hân. Chị Ngọc Hân lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Tim nâu em chốt cho chị Thiên Thị Ngọc Hân. 45.000 một áo mấy chị. Lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha chị Ngọc Hân ơi. Rồi lên với em mã họ tiết xanh, con này đẹp quá trời luôn mấy chị ơi, họ tiết xanh, chốt họ tiết xanh giùm em nha. Rồi lên giùm em chữ vàng. Chữ vàng 55 kg đổ lại vừa. Họ tiết xanh đó tầm chừng 60-62 kg đổ lại vừa nha. Chị đẹp, cái đó là phong rộng, cái đó dán hàng á. Rồi lên giùm em mã chữ vàng là hai tay phối sọc thể thao giúp em nha. 55 kg đổ lại vừa, lên giùm em chữ vàng mấy chị ha. Rồi chốt chữ vàng giùm em nha. Nên em chữ vàng mấy chị, ok chị Ngọc Hân. Chị ơi lên địa chỉ giùm em luôn, em coi thử là đơn mình có nhận được không nha chị đẹp. Rồi ha, mình lên số điện thoại địa chỉ giùm em luôn nha. Chữ vàng em chốt chị Tùng lên. Lên số điện thoại địa chỉ luôn giùm em mấy chị đẹp ơi. Chữ vàng chốt chị Tùng Lê. Để em xin. Em lên cùi cái cây họ tiết này cho mấy chị. Sao đẹp luôn. Hàng không đẹp là không lấy tiền mấy chị nha. Người ta bán tới 100 mấy lận. Người ta tách lô ra, người ta bán tới 100 mấy lận mấy chị. Cánh dơi có chị, nhưng mà nó nằm thỉnh thoảng là nó sẽ có. Rồi caro xanh cho em 55 kg đổ lại vừa, lên với em mã caro xanh mấy chị ha. Caro phối cái màu xanh lên quá đẹp luôn. Rồi chị nào chốt caro xanh lên caro xanh giùm em nha. Caro xanh mấy chị đẹp. Lên caro xanh giúp em nè. Áo là 3 đính đá size số 3.
Bây giờ còn vàng với đen hả? À, quên, vàng một cái vàng với một cái trắng là chị Lily. Còn vàng với trắng là chị. Bà ba bông em còn cái số 3 này, em xả 35 này, chị lấy luôn đi nè chị Lily nè. Bà ba bông em còn một cái size 3, size số mấy? Size số 3 này chị. Xả 35 ngàn là lấy không? Còn lại áo rồi. Rồi cái này lên cho em mã caro xanh mấy chị ha. Caro xanh giúp em. Rồi một con họ tiết nè, lên giúp em mã sọc. Chốt cho em mã sọc. Mã sọc giùm em ha. Rồi chốt cho em mã sọc. Sọc này 53 kg đổ lại vừa thôi, lên cho em mã sọc. Trời ơi họ tiết đẹp quá mấy chị. Đây. Rồi lên mã sọc cho em nha, mít chân váy dài cũng đẹp và chân váy ngắn cũng đẹp. Tỉnh An Giang. Chị Hoa Hồng em nhớ hồi trước chị Hoa Hồng có chốt hai cái áo hay sao á, hai cái áo len hay sao mà có hai cái này đâu không có gọi điện. Ồ Bình Thuận hả chị Ngọc Hân, em cũng ở Bình Thuận này chị. Ok chị nha, chữ vàng em hết nha chị Hoa Hồng, em chốt chị Caro xanh. Hôm nay mình chốt đủ đơn giùm em nha chị Hoa Hồng ơi, đủ đơn để em đi đơn, rồi đi đơn từ 3 cái nha, đi đơn từ 3 cái. Hôm nay bán giá 45 thôi, mấy bữa bán 50 lần mấy chị. Rồi ok chị Hoa Hồng nè. Đủ đủ 3 cái cho em nha chị đẹp, để đi đơn nha. Con này đẹp quá nè mấy chị, lên với em mã sọc. Sọc. Hình như cái con này bữa chị Hoa Hồng chốt nè. Ủa, em nhớ dài ghê chưa? Con này bữa chị Hoa Hồng chốt mà có hai cái không có đủ đơn, em không có gọi điện nè. Giờ chị Hoa Hồng có lấy lại không? Đây. Phố cổ phố sơ mi. Bình Thuận, em ở huyện Tánh Linh nha chị Ngọc Hân. Rồi cái này là dáng nó là dạng như công sở, nếu chị đi làm công sở mặc đẹp. Mít chân váy đẹp. Nè chị Hoa Hồng có lấy lại con này không? Hello chị Huệ nha. Rồi con này mấy chị chốt cho em mã sơ mi ha. 55 kg trở lại em vừa ra chốt cho em mã sơ mi. Lên mã sơ mi giùm em Nguyễn Tính Linh nha chị Ngọc Hân. Rồi con này lên giùm em mã sọc nâu. Sọc nâu nó thiêu con mèo đẹp lắm. Sọc nâu 55 kg đổ lại cho em dừa nè. Chốt cho em sọc nâu mấy chị ha. Đây nha, một trên là con cá, dưới là con mèo. Quá đẹp luôn. Rồi lên cho em mã sọc nâu mấy chị. Sọc nâu 55 kg đổ lại dừa. Chốt cho em mã sọc nâu. Chị Hoa Hồng có lấy lại con sơ mi đó không chị? Rồi sọc nâu cho em nha. Sọc nâu 55 kg đổ lại dừa. Xinh quá luôn mấy chị. Đúng rồi chị Huệ, cái này là áo len chị. Mặc mình mặc mùa đông nè, vừa ấm vừa thời trang nữa chị ơi, đẹp dữ lắm. Mà cái này hàng là em tuyển luôn, đẹp từng con một nha, cái nào lỗi hay là cái gì đó là em tặng chứ không có bán đâu. Rồi con này mấy chị lên giùm em 57 kg đổ lại vừa, chốt cho em mã đen đỏ nha. Chốt mã đen đỏ cho em. Xin chưa? Đen đỏ cho em nha. Ok chị Hoa Hồng lấy lại con này ha chị. Ok chị nè. Rồi lên em mã đen đỏ. Sọc nâu em chốt chị Tùng Lê. Sọc nâu em chốt chị Tùng Lê. Mấy chị chốt đủ đơn cho em 3 áo trở lên đi đơn nha mấy chị đẹp. Con này đẹp quá nè mấy chị. Đen đỏ cho em 57 kg đổ lại dừa. Rồi đen đỏ em chốt chị Ngọc Hân. Thiên Thị. Bóc chúng cây này toàn họa tiết đẹp không mọi người ơi. Rồi lên với em mã sọc xanh 65 kg đổ lại dừa, lên mã sọc xanh cho em nha. Sọc xanh 65 kg đổ lại dừa. Chốt cho em mã sọc xanh. Tay bồng này mấy chị ơi, tay bo đẹp quá chưa luôn. Rồi sọc xanh cho em ha. 65 kg trở lại vừa, lên cho em mã sọc xanh mấy chị nha. Chốt sọc xanh giùm em nè. Rồi chỉ là chốt sọc xanh, lên cho em mã sọc xanh.
sọc xanh mấy chị. Này cái tay xinh chưa. Rồi chị nào chốt sọc xanh lên sọc xanh giùm em nha. 65kg đổ lại bao đẹp. Lên giùm em sọc xanh. Chị Huệ cứ chốt đi chị. Chốt em giữ đơn. Chốt em giữ đơn rồi khi nào gửi được em gửi. Con sọc xanh này hiệu luôn mấy chị ha. 45.000 một áo nha chị Cherry ơi. Sọc xanh giùm em. Rồi thêm một con hiệu nữa nè. 55kg rồi là cho em vừa lên với em mã sọc đen trắng. Sọc đen trắng giùm em nha. Sọc đen trắng giùm em mấy chị ơi. Quá xinh luôn. Rồi chốt cho em sọc đen trắng ha. Sọc đen trắng cho em nha. Sọc đen trắng. Chị Ngọc, Ngọc Hân ơi, nó nằm trong cây á, bóc lên vậy. Tại vì không biết cái nào là cánh dơi hết. Chỉ có bung ra mới biết thôi à chị. Cả bung ra thì nhìn mới thấy được của nó thôi. Tại vì nó cọc 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 vậy nè. Không biết cái nào là cánh dơi hết. Nhưng mà có. Tại like tới đâu thì em lên mẫu thế đó nha. Chị Ngọc Hân bao nhiêu ký chị? Cánh dơi thường cái nhỏ nhỏ không à. Sọc đen trắng em chốt chị Tuyết Cherry. Chị Tuyết Cherry lên giùm em số điện thoại địa, à, lên giùm em số địa chỉ chị. Địa chỉ tỉnh nào chị ơi để em coi có nhận đơn được không nha. Tuyết Cherry. Phí ship 30.000 cho một đơn mấy chị đẹp ha. Nhắn tin rồi ok chị. Em chào chị. Chị gì Trần á. Rồi chốt cho em sọc đen trắng mấy chị ha. Sọc đen trắng giùm em nha. Con này mấy chị lên giùm em mã xanh trắng. Xanh trắng cho em 58kg đổ lại vừa chốt cho em mã xanh trắng mấy chị. Sọc đen trắng em chốt chị Hoa Hồng. Trời mấy chị thấy người ta like bán 139.000 một cái. Đó, lên mà mít họ tiếp này nè. 55kg ok chị nha. Giờ em bóc cọc ra em khui thử có cái nào em đưa lên. Sọc đen trắng em chốt chị Hoa Hồng. Ủa? Vậy hả? Vậy em nhầm hả? À vậy là cái sọc xanh này. Ủa vậy chị Hoa Hồng ơi, sọc đen trắng này hết rồi. Của chị em ghi nhầm đúng rồi chị Tuyết Cherry. Để chút nữa coi có con sọc đen trắng nào khác em bỏ cho chị nha chị Hoa Hồng ơi. Con này em chốt nhầm. Em chào chị Thảo Trần nha. Chị là phụ nữ. Ok chị. Rồi con xanh trắng này chị nào chốt. Ủa hàng gì nãy giờ em không thấy chị Tâm Thiện á. Con xanh trắng này 58kg đổ lại cho em vừa nha. Chốt mã xanh trắng giùm em ha. Xanh trắng giùm em. Ôi xinh quá mấy chị. Lên giùm em mã tim. Chốt cho em mã tim nha. Tim giùm em ha. Tim này là lông thỏ nè. Lên cho em mã tim. Tim 50kg đổ lại cho em vừa chốt tim mấy chị ơi. 50kg đổ lại vừa lên cho em mã tim nha. Tim chỗ này là lông thỏ nè. Mít chữ lên cho em đẹp quá luôn. Rồi lên tim giúp em mấy chị đẹp. Đen ôm hình như có đó chị. Chờ em xíu em bóc tay lên em like. Phương Lâm có chị Thảo Trần nha. Phương Lâm ship được nha chị đẹp ơi. Ủa Phương Lâm là Lâm Đồng đúng không. Rồi chị nào chốt lên với em mã tim. Tim giùm em nha. Chốt tim. Đây em bán hôm nay mẹ em đầu tư dữ lắm. Mua được chân váy rồi quần rồi 5-6 cái để bán nó lên mặt cho mấy chị. Hình như cái này cánh dơi nè. Đây nè chị gì đó nó từng cọc vậy khui ra cái nào là em like cái đó. Ship được chị Thảo Trần. Em chào chị Kinh Lý ha. Rồi một con áo kiểu nè, form ôm mấy chị nha. Cổ tim. Trời xinh lắm. Cái này ở ngoài sau nha mấy chị ha. Đó, đang dây này ở ngoài sau nha. Đằng trước là trơn như vậy nè. Hai cái tay có thắt nơ cho em luôn. Rồi con áo vậy mà có 45.000 mấy chị ơi. Xin giả mang con ngang luôn. Tàn đẹp. Rồi lên nha mấy chị ơi. Em lên về cho nó nhanh nha.
Rồi chị nào mà muốn em mặc thì nói ha. Lên cho em mã vàng kiểu cho em nha. Vàng kiểu cho em 50kg đổ lại vừa mấy chị. Cái này mình mặc áo bình thường được luôn á. Ha, áo kiểu bình thường được luôn. Rồi chị nào chốt này lên cho em vàng kiểu 50kg đổ lại vừa nha. Cổ tim nè, đằng sau nó đang dây về nha. Rồi chốt cho em vàng kiểu. Vàng kiểu cho em. Ồ, một con màu này là màu kem nè, quá đẹp luôn mấy chị, cổ tròn. Một con màu kem cổ tròn nha. Sọc đen trắng là ok chị ha, chờ em xíu. 45 ngàn một áo chị Hữu Phúc. Hữu Phúc. Rồi dán hàng lên với em mã kem mấy chị. 60kg đổ lại vừa, chốt kem giúp em nè. Chị nào chốt vào này lên với em mã kem. Con này mặc rất là sành điệu luôn nha. Cái này nó đẹp chưa? Ok chị Huệ. Rồi chị nào chốt lên với em mã kem ha. 45 ngàn một áo mấy chị, ship 30 ngàn một đơn nha. Rồi chốt giùm em mã kem. Kem cho em nè. Đây cái này cánh dơi nè, nè chị nè. Này cánh dơi nè ha. Lên giùm em mã đen. Chốt đen giùm em ha. Đen 58kg đổ lại cho em vừa, ô con này to. Đen 60kg đổ lại vừa, chốt cho em mã đen đó chị ơi. Đằng sau thêu chữ cho em nha. Đằng sau thêu một dòng chữ đỏ nè. Rồi chị nào chốt đen lấy em mã đen 60kg đổ lại vừa. Rồi lên đen giùm em 60kg đổ lại vừa, chốt cho em đen mấy chị. Chị Trang Thu ơi, lên đủ loại luôn chị ơi. Nói chung là hàng xịn thôi. Hàng này là hàng hàng hiệu không à chị? Đúng rồi, rồi ok nha. Rồi con này lên cho em vàng. Vàng nó có bèo ở trên và bèo ở bên tay nha. Vàng 50kg đổ lại vừa, chị nào vừa chốt cho em vàng ha. 50kg đổ lại vừa, chốt cho em mã vàng đó chị. Rồi một con đầm. Một con đầm nè, xin chưa. 52kg đổ lại cho em vừa, chốt cho em mã đầm nha. 52kg đổ lại vừa, lên mã đầm giùm em nha. Đầm tay phối quá xinh. Rồi chứ là chốt đầm lên cho em mã đầm nè. Đầm. Rồi một con xanh kiểu rút dây ha. 55kg đổ lại cho em vừa, chốt cho em mã xanh kiểu. Hiểu không à. Rồi lên mã xanh kiểu giùm em nha. Xanh kiểu cho em mấy chị ha. Tay xinh chưa, dán hàng nha. Rồi lên cho em mã xanh kiểu nè. Xanh kiểu cho em nha. 45 ngàn một áo mấy chị, chốt cho em mã xanh kiểu. Rồi một con đỏ trơn, hai tay thắt nơ, xin chưa. Chốt mã đỏ nơ giùm em nha. Đỏ nơ 52kg đổ lại vừa, lên cho em mã đỏ nơ mấy chị. Đủ thứ loại len trong đây hết chị Trang Thu ơi, len thuần cũng có, len ép cũng có. Nói chung là hàng đẹp. Có 45 ngàn một áo. Rồi 52kg đổ lại vừa, lên cho em mã đỏ nơ nha mấy chị. Đỏ nơ giùm em nha. Sáu mươi kg đổ lại cho em vừa, chốt cho em mã sọc đen. 60kg đổ lại vừa, lên mã sọc đen giùm em nha. 60kg đổ lại vừa, chốt cho em mã sọc đen. Rồi 60kg đổ lại vừa, lên mã sọc đen giùm em nha. Một con họa tiết, họa tiết phong ngắn nha mấy chị. 50kg đổ lại cho em vừa, chốt mã họa tiết. 50kg đổ lại vừa, chốt họa tiết giùm em nha. Rồi 50kg đổ lại vừa, lên cho em mã họa tiết nè. Con này form ôm nè. Rồi chị nào chốt con này lên với em mã xám. Xám giúp em nha, 52kg đổ lại vừa, lên với em mã xám. Rồi lên với em mã xám đó chị. Xám 52kg đổ lại vừa. Một con màu vàng nghệ nè, lên vàng nghệ giùm em nha. 55kg đổ lại cho em vừa, lên với em mã vàng nghệ mấy chị ha. 55kg đổ lại vừa, lên cho em vàng nghệ nha. Rồi chốt vàng nghệ giùm em 55kg. Cọc nào chị, cọc này đẹp lắm nè. Cọc này là toàn siêu phẩm không trong đây nè. Rồi đây con này cánh dơi nhưng mà nó nhỏ đó chị ơi. Trời ơi con cánh dơi này xinh quá luôn nè. Đây cánh dơi. Cánh dơi cho em nha, chốt cho em mã cánh dơi. Và nghệ chốt chị Tùng Lê. Và nghệ chốt chị Tùng Lê. Đây một con cánh dơi nè, chốt cho em mã cánh dơi đỏ nha, 53kg. 53kg đổ lại cho em vừa nha. Rồi vừa chốt cánh dơi đỏ giùm em ha.
55 kg sợ không vừa nè chị Hạ, chị gì, chị Ngọc Ngọc Hân. Rồi lên nhà em mã cánh dơi đỏ mấy chị, cánh dơi đỏ cho em nha, đây là chuẩn cánh dơi luôn nè đó. Rồi cánh dơi đỏ giùm em một con hấp đi, một con hấp đi 60 kg đổ lại cho em vừa, chốt cho em mã nón nha, chốt mã nón giùm em, chốt cho em mã nón mấy chị. Nón này bữa trước em bán 60, hôm nay em bán cho mấy chị là 55 nha, 55 hấp đi bán tới trăm mấy lần mấy chị. Rồi lên với em mã nón 60 kg trở lại cho em vừa nha, 60 kg đổ lại vừa, chốt cho em mã nón. Ui ơi đẹp quá nè. Rồi lên với em mã đen đỏ giùm em mấy chị, 57 kg đổ lại vừa, lên xem mã đen đỏ 57 kg đổ lại vừa, chốt mã đen đỏ cho em nha, để gần mọi người xem chất len của nó. Rồi 57 kg đổ lại vừa, chốt mã đen đỏ giùm em nè. Ôi con này quá xinh luôn mấy chị ơi, con này thổ cẩm á. Rồi chốt mã thổ cẩm giùm em, cổ lọ nha, thổ cẩm cho em nè, 57 kg đổ lại cho em vừa, lên trên mã thổ cẩm. Con này đẹp quá nè chị, cherry nào lấy đi nè chị nè. Rồi lấy này lên trên mã thổ cẩm nha, quá đẹp, thổ cẩm cho em nha, con này quá xinh luôn mấy chị ơi, từ phân tới chất luôn. Rồi chốt mã thổ cẩm giùm em ha, 45 ngàn, 45 ngàn một áo nha chị Lê Huệ ơi. Rồi em chốt này chị cherry tiếp. Này lên em mã sọc nâu mấy chị nha, sọc nâu 57 kg đổi lại cho em vừa, sọc nâu nè, kiểu nó là một bên có túi một bên không túi nha mấy chị đó. Rồi chị nào chốt sọc nâu, lên sọc nâu cho em, sọc nâu thổ cẩm hết chị Thảo Trần nha. Rồi chốt cho em mã sọc nâu 57 kg đổi lại vừa, lên cho em mã sọc nâu mấy chị, xinh lắm. Bên này có một túi nè, còn bên này thì nó kiểu như vậy nha đó. Rồi chị nào chốt sọc nâu, lên sọc nâu giùm em, thổ cẩm em hết nha chị Thảo Trần ơi, sọc nâu em chốt chị. Ủa chị Tiết Jerry chốt hả? Ok chị nha. Rồi đây một con len đan mấy chị, mặc kiểu giống như là mình mặc một cái đầm ở trong rồi mình mặc cái áo này ở ngoài rất là đẹp. Phú Yên, ok chị Tùng Lê nha. Chị nào chốt đơn mình lên địa chỉ giùm em luôn ha. Rồi ok em cảm ơn chị Tùng Lê. Chấm chấm like lên giùm em mấy chị, chấm chấm like lên giúp em nha. Rồi con này 50 kg đổ lại cho em vừa thôi, chốt cho em mã viền trắng giùm em mấy chị nha. Cái đó nó này lên nó đang như thế này nè, viền trắng giúp em nha. Con này hình như là mới 100% luôn á. Rồi lên cho em viền trắng 50 kg đổ lại vừa mấy chị nha, viền trắng giùm em. Rồi một con mít họa tiết nè, chốt cho em mã sao, chốt mã sao cho em 52 kg đổ lại vừa, cái này phơm ngắn nha. Rồi lên mã sao giùm em, chị Thảo Trần chốt con khác nha chị. Rồi lên cho em mã sao 52 kg đổ lại vừa. Trời ơi một con họa tiết nè, quá xinh luôn. Ôi con này xinh lắm mấy chị ơi, chị nào không chốt con này uổng phí luôn. Lên với em mã họa tiết cho em nha, họa tiết giùm em ha, con này 65 kg đổ lại mà cũng vừa nha. Này là con tuần lộc hay gì. Rồi chốt cho em mã họa tiết mấy chị, này mít chân váy đẹp lắm luôn. Sáu mươi lăm ký đổ lại cho em vừa, lên với em mã họa tiết nha. Đây xin chưa họa tiết nhìn em ha, họa tiết rồi con lông thỏ. Ủa cái cây này của lên bé rồi mấy chị ơi, rồi cái này lên bé rồi. Chị nào xem lên bé không? Cái này lên bé rồi. Lên bé em bán 35 ngàn thôi. Chị nào muốn xem lên bé nói em ha. Nè chị Hoa Hồng ơi, còn cái cây này có cái sọc trắng nè, còn cái sọc trắng nè, chị lấy em lấy chị con này. Chấm like lên giùm em mấy chị.
Rồi em móc chúng lên bé, cái cây đó là của lên bé. Lên bé em bán 35 ngàn ha. Ôi xinh quá luôn nè, lên giúp em mã cổ tim nha. Cổ tim giùm em mấy chị ơi. Đẹp chưa, màu xám. Chốt mã cổ tim cho em 55kg hữu lại vừa nha. Lên cho em mã cổ tim. Cổ tim giùm em nha mấy chị, chấm like. Lâu lâu mình chấm like lên tương tác cho em nha. Ok chị Huệ, lấy con này quá đẹp luôn chị Huệ ơi. Rồi cái này mấy chị không có áo nam Ngọc Hân ơi. Cổ tim em chốt chị Tiết Jerry. Có len bé trai 21kg chị. Chị nào xem len bé thì em like xen kẽ cho mình lựa một cây len bé, một cây len lớn nha. Chị nào muốn xem len bé thì có comment lên giùm em là like xen kẽ em like cho nha. Ok chị Tiết Jerry. Rồi lên như em mã sọc. Sọc này nó vàng vàng nâu. Cái sọc nu nha mấy chị, màu nu. Con này đẹp nè chị Hoa Hồng. 55kg đổi lại cho em vừa nha, hiệu luôn. Lên mã sọc nu giùm em nha. Sọc nu giúp em mấy chị. Sọc nu cho em nha. Chị nào muốn like xen kẽ vừa lên bé vừa lên lớn thì em like cho tròn một con đỏ đẹp quá. Đỏ đô hai tay dưới nút này quá đẹp luôn. Chốt cho em mã đỏ nút mấy chị nha. Đỏ nút giùm em 57kg đổi lại vừa nè. Lên cho em mã đỏ nút ha. Rồi chốt đỏ nút cho em nha. Đỏ nút 57kg đổ lại vừa ha. Rồi một con sơ mi nè. Con phối sơ mi 55kg đổ lại vừa. Lên trên mã sơ mi ha. Chốt mã sơ mi giùm em 55kg đổ lại vừa nha. Rồi lên trên mã sơ mi. Cổ nó dày nè mấy chị. Đó. Chị nào làm văn phòng rồi mặc mấy cái này đẹp. Mặc với chân váy là đẹp luôn. 65kg đúng rồi chị Huệ. Con đó 65kg vừa. Rồi lên mã sơ mi giùm em nha. Một con họ tiết tim nè. Đỏ mặt. Đỏ nào chị Hoa Hồng ha? Đỏ, đỏ này hả chị? Đỏ nút nha. Đúng con này đúng chị, ok giùm em nha. Hai dưới hai tay nó là kiểu hai cái nút quá đẹp luôn. Xen kẽ ok chị Tuyết Cherry nè, em lên hết cây này, cái em lên cây lên bé nha, cái em lên cây lên lớn vậy nha. Con này đúng không chị? Con này đúng không chị? Chị Hoa Hồng ơi, đúng chị đi đúng giùm em nha. Con đỏ này đúng không? Con đỏ nó xinh lắm. Nu còn chị, nu 55kg vừa chốt cho em mã sọc nu lên số điện thoại địa chỉ giùm em luôn nha chị Phương Phát ơi. Sọc nu đây chị, sọc nu xinh lắm luôn. Đây sọc nu nha, 55kg đổ lại cho em vừa ha. Chị nào vừa chốt cho em mã sọc nu. Rồi một con họ tiết tim nè, chốt cho em mã họ tiết tim form dấu quần mấy chị nha. 55-57kg đổ lại cho em vừa, chốt cho em mã tim. Chốt mã tim giùm em nha. Rồi lên em mắt tim mấy chị. Ok chị Hoa Hồng. Mã tim giùm em. Họ tiết tim em chốt chị Tiết Jerry, chỗ con này xinh lắm luôn. Quá đẹp. Đây cánh dơi nè, 55kg nè chị Ngọc Hân nè. Rồi lên giúp em. Ồ đúng rồi, đúng ba, đúng cánh dơi người ta. Cánh dơi hai tay bồng, đúng rồi cánh dơi nha, quá xinh luôn. Vừa cánh dơi mà vừa tay bồng nữa nè, chốt cho em mã đỏ cánh dơi giùm em nha. Đỏ cánh dơi 55kg đổi lại cho em vừa. Sọc nu lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha chị Phương Pháp ơi. Con này xinh quá nè Ngọc Hân ơi, lấy đi nè chị nè. Tay bồng nữa nè. Vừa tay bồng mà vừa cánh dơi cho em luôn nè. Rồi lấy cho em mã đỏ cánh dơi ha. Con này chốt cho em mã đỏ đô 60kg đổ lại vừa. Đỏ đô, đây len của nó nha mấy chị ơi. Đẹp luôn. Đó. Nó chạy len sọc, len nó chạy dây xích nào quá đẹp luôn ha. Rồi chị nào chốt con này lên đỏ đô giùm em. Không thích đỏ. Ok chị. Chị Phương Pháp ơi, chốt sọc nu lên giùm em số điện thoại địa chỉ nha chị đẹp ơi. Chị Hoa Hồng đâu mà ta, hồi nãy hụt con kia giờ mình lấy con này không? Không chị, len này không có ngắn tay đâu chị ơi, len này là dài tay không thôi. Rồi chị nào chốt này lên với em mã sọc đen trắng giùm em nha. Sọc đen trắng 55kg thổi lại vừa. Lên với em mã sọc đen trắng. Sọc đen trắng. Mặc thử con đỏ đô đây chị. Đỏ đô 60kg thổi lại cho em vừa nha.
Những cái con này mấy chị biết mặt sành điệu dữ lắm luôn. Rồi đỏ đô cho em nè. Ở 60kg đổi lại cho em dừa nha. Rồi chị nào dừa chốt cho em mã đỏ đô. Đỏ đô cho em nha. Xin chưa. Đỏ đô cho em mấy chị. Sọc đen trắng em chốt chị hoa hồng. Rồi sọc nu. Chị Phương Pháp lên số lên địa chỉ giùm em luôn đi chị đẹp. Để em coi thử là mình chỗ mình ở có ship hàng được không nha chị. Lên giùm em địa chỉ luôn nha. Ồ, Bình Thuận hả? Sao hôm nay gặp đồng hương nhiều dữ vậy ta? Em cũng ở Bình Thuận nè chị. Rồi, Phú Thủy ok chị nha. 55kg đổ lại cho em vừa chốt cho em mã 3 sọc đi mấy chị. Em chào chị Hồng Hoa. 55kg đổ lại cho em vừa chốt cho em mã 3 sọc. Chốt mã 3 sọc giúp em nha. Rồi lên cho em mã 3 sọc 55kg đổ lại vừa mấy chị ha. Chốt 3 sọc giùm em. Chốt cho em mã 3 sọc. Em ở huyện Tánh Linh nha chị Phương Pháp ơi. Rồi một con lông thỏ nè. Quá xinh luôn. 55kg đổ lại cho em vừa chốt cho em mã lông thỏ nha. 55kg đổ lại vừa chốt cho em mã lông thỏ ha. Đây, họ tiếc nó là lông thỏ nữa chị nha. 55kg đổ lại dừa màu hồng nhạt. Lên cho em mã lông thỏ nha mấy chị. Xin chưa. Cái dáng nó phồng ở trên mà nó bo ở dưới này. Mình mặc lên rất là đẹp luôn. Rồi chị nào chốt con này lên cho em mã lông thỏ. Đây em lên cây len bé. Một cây len lớn nha mấy chị. Len bé 35.000 một áo cho em nha. Rồi một con lông thỏ của bé gái nè. Màu này là màu cà phê sữa. Con lông thỏ của bé gái ha, 35.000 cho em nha. Không chị Phương Pháp ơi, như con em mặc là mỏng nhất đây nè. Mình mặc nó vừa đẹp vừa ấm. Còn con nào mà dày thì mình mặc mùa đông nha. Rồi cái này các chị chốt giùm em là mã nu. Mã nu cho bé gái 28kg đổi lại cho em vừa nè. Chốt cho em mã nu. Nu bé gái nha mấy chị nha. Lông thỏ. Em chốt chị Thái Nguyên. Chị Thái Nguyên lên giùm em địa chỉ số điện thoại nha chị đẹp. Lên địa chỉ số điện thoại giùm em chốt đơn nha. Rồi con này bé trai nè, chị Tiết Cherry nè. Xin chưa. Con này bé trai nè, ở trong lót lông thỏ cho em luôn. Quá đẹp luôn. Đây ha. Lót lông thỏ luôn mà có 35.000 luôn nè. Chốt cho em mã. Ồ đẹp quá. 25kg đổ lại dừa nè, chị Tuyết cho lấy con này nè chị. Quá đẹp vô ở trong lót lông luôn nè. Nô bé chốt chị Phương Pháp. Chị Thái Nguyên ơi, mình lên địa chỉ số điện thoại giùm em chốt đơn nha. Len bé 35.000 một áo, còn len lớn là 45.000 một áo mấy chị. Rồi chị nào chốt con này lên giúp em mã đỏ. Đỏ bé trai 25kg đổi lại cho em vừa trong lót lông thỏ nha. Đây em để cho mấy chị xem nè. Lông này là lông gì? Lông cừu, lông thỏ gì đấy. Rồi lên cho em mã đỏ bé trai nha. Đỏ bé trai. Còn một cái đầm cho bé gái là xinh chưa. 30-35kg đổi lại cho em vừa nè. 35kg đổ lại cho em vừa nha. 35.000 cái này của bé gái nha. 35kg đổ lại cho em vừa nha. Chốt cho em mã đầm. Chốt cho em mã đầm đỏ nha. Xinh quá. 30-35kg đổ lại cho em vừa nha. Lông thỏ 3 màu chị Hình Thảo. Chị Hình Thảo lên số thoại địa chỉ giùm em chị. Rồi lông thỏ hết nha chị ơi. Lông thỏ em chốt chị Thái Nguyên. Đi đơn từ 3 áo chị Thái Nguyên. Lựa đủ đơn giùm em nha. Rồi ok chị Thái Nguyên nè. Chấm chấm like lên giúp em mấy chị. Chấm chấm like lên giùm em nha. Mấy chị chia sẻ like cho em xin nút chia sẻ đi. Xíu nữa em tặng áo cho mấy chị đẹp nha. Chị Hình Thảo. Mã 3 màu em chốt chị. Còn cái mã lông thỏ hết nha chị đẹp. Hình Thảo lên địa chỉ giùm em nha. Hello chị Loan Trần. Ủa chị ơi, An Minh Kiên Giang chưa có ship được chị Loan Trần ơi. Chị Hình Thảo lên số điện, lên địa chỉ giùm em chị Hình Thảo ơi. Rồi áo của bé này chốt cho em mã nơ đỏ mấy chị nha. Nơ đỏ 27kg trở lại cho em vừa lên cho em mã nơ đỏ. Nơ đỏ giùm em nha. Xinh quá à. Em đang lên là len của bé nha mấy chị.
Nơ đỏ cho em ha. Nơ đỏ, rồi ôi một con lông đen quá đẹp luôn nè. Chốt cho em mã đen. Đen 25 26 ký hữu lại cho em vừa nha. Chốt cho em mã đen. Con này lông thỏ cho em luôn mà chạy lên sọc rất là đẹp mấy chị. Bao đẹp, bao ấm cho mấy bé luôn nè. Rồi, cái này bé gái nha. Lên cho em ha, đen 25 27 ký đổ lại cho em vừa, chốt đen giúp em nha. Nơ đỏ em chốt chị Phương Pháp. Phí ship 30.000 một đơn mấy chị ha, em ship là rẻ nhất rồi đó. Mà ăn lên thì nó nặng lắm. Rồi lên cho em mã đen. Sao mà cái cây này màu đỏ không vậy trời. Rồi đỏ giùm em bé trai bé gái thì mặc được cái này nha. Bé trai bé gái mặc được, chốt cho em mã đỏ thôi, 27 ký đổ lại vừa, lên cho em mã đỏ. 27 ký đổ lại vừa, chốt đỏ giúp em nha. 27 ký đổ lại vừa, lên cho em mã đỏ. 27 ký đổ lại vừa, chốt chữ đỏ thôi mấy chị. Rồi bé gái nè, 25 ký đổ lại cho em vừa, lên cho em mã xanh. Tay le đẹp chưa? 25 ký đổ lại vừa, lên cho em mã xanh nha. Quá đẹp luôn, con này hiệu luôn. 25 ký đổ lại vừa, lên cho em mã xanh. Rồi con này to mấy chị. 35 ký đổ lại vừa, chốt cho em mã tím nhạt. 35 ký đổ lại vừa, lên cho em mã tím nhạt. Cổ này dễ thương chưa? Chị Tiết Cherry còn đó không ta? Chấm like lên giùm em cái nè. Hồi nãy em lên cái con đầu tiên của bé trai đẹp quá chừng luôn, không thấy mình lấy. Xanh em chốt chị Phương Pháp. Rồi tím nhạt cho em nha. Chị Lân Trần. Ok chị. Nói để chị biết chị khỏi chờ. Trời ơi một con hồng quá xinh luôn mấy chị nè. Một con hồng lai xéo là đẹp chưa. Chốt hồng cho em nha. 27kg đổ lại vừa, lên cho em mã hồng. 27kg đổ lại vừa, chốt mã hồng giùm em ha. 27kg đổ lại vừa nha, chốt cho em mã hồng. Rồi một con màu nâu đất quá đẹp luôn nè bé gái ha. Cái này form dài. Cái này form dài mấy chị mặc với cho bé một cái chân váy hoặc là một cái quần bò rất là đẹp luôn. Rồi ha, con này 28kg đổ lại cho em vừa, chốt cho em mã nâu kiểu nha. Nâu kiểu cho em ha. Rồi lên cho em mã nâu kiểu. Hồng em chốt chị Phương Pháp. Lên cho em mã nâu kiểu nha, 28kg đổ lại vừa ha. Rồi em lên cây lên lớn nè. Năm mươi lăm ký đổ lại cho em vừa, lên giúp em mã bò. 55kg đổ lại vừa, chốt mã bò giùm em mấy chị. Cam nâu. Nâu ok chị. Rồi con này 55kg đổ lại vừa, chốt mã bò giùm em nha. Nâu em chốt chị Phương Pháp. Rồi một con có dây choker ở trước nè mấy chị nè. Con này là màu gì nhỉ? Hồng đất cho em nha. Hồng đất. Tay ở cổ nó có một cái dây choker nè mấy chị nè. Rồi chị nào chốt hồng đất lên nha em, hồng đất 55kg đổ lại nha. 55kg đổ lại vừa, chốt hồng đất giùm em ha. 55kg đổ lại vừa, chốt hồng đất. Một con cổ tim ép kim tuyến cho em nè mấy chị. Xin chưa? 58kg đổ lại cho em vừa, lên nha em mã cổ tim. Lên nha em mã kim tuyến đi ha. Kim tuyến cho em nha. Chốt cho em mã kim tuyến. Ok chị Phương Pháp, mai nha chị chốt đơn xong mai trước khi em gửi đơn em sẽ gửi hình lại cho mình xem nha, số lượng và hình lại cho mình ha. Rồi chị nào chốt con này lên với em mã cổ tim len ép kim tuyến nha mấy chị. Đó, thấy anh ánh không? Cổ tim giùm em. Hồng đất em chốt chị Ngọc Hân nè. Mấy chị inbox qua cho em ha, chị nào có đơn inbox qua cho em ở bên nhóm chợ. Tại vì bên nhóm chợ là em không có inbox cho mấy chị được, mấy chị inbox cho em khi mà em chốt đơn á, em sẽ chụp hình lại em gửi lại cho mấy chị thử số lượng và những cái con mấy chị chốt là có đúng không ha. Để mình có gì không đúng mình nói em ha. Rồi đen cho em nè. 65kg đổ lại cho em vừa, đen có một cái dây kiểu chỗ đây nữa mấy chị ha. 65kg đổ lại vừa, chốt cho em mã đen. Ok chị Phương Pháp nha. Rồi lên cho em mã đen mấy chị nha. Đen 65kg đổ lại vừa, chốt đen. Một con hồng dâu hơi bị ngọt ngào luôn nè. Hồng dâu cho em nha, form nó như vậy nha. Hồng dâu 50kg đổ lại vừa, chốt cho em hồng dâu nha. Hồng dâu hiệu luôn. Rồi chị nào chốt con này lên cho em hồng dâu. Hồng dâu giúp em ha.
Rồi con xanh nè, 58 kg đổ lại chưa em vừa nha, chốt cho em mã xanh 58 kg. Đây nó chạy lên thần là lên này nè mấy chị. Xanh dương, màu xanh dương hả ta? Ờ à, xanh dương, đây em có cái cây này. Màu đó hơi hiếm. Xanh dương. Ồ, con cổ tim mà nó hơi bị, nó hơi bị mô đen. Đây ha chị, màu xanh này là gọi là xanh gì, xanh lam á, mô đen lắm nha. Chốt mã mô đen cho em 57 kg rồi là vừa đó, nó tươi vậy nè. Dâu hồng, hồng dâu. Ok chị Phương Pháp, hồng dâu. Hồng dâu này 50 kg nha chị. Cái con này mặt nó hơi bụi bụi. Ờ, chị nào chốt con này chốt mã xanh giùm em nha. Cổ tim xinh lắm. 57 kg đổ lại vừa, chốt cho em mã xanh mấy chị thôi. Năm mươi lăm ký thôi. Rồi 55 kg đổ lại vừa, chốt xanh giúp em nha. 55 kg đổ lại vừa lên em mã xanh. Rồi một con tím 65 kg đổ lại cho em vừa lên em mã tím đậm. Tím đậm cho em mấy chị. 65 kg đổ lại vừa, con này hiện luôn. 65 kg trở lại chốt cho em. 65 kg đổ lại vừa, chốt cho em mã khoác ngọc hân khoác. Em hẹn mấy chị chắc 10 ngày nữa thôi, tại vì hàng có nhưng mà chưa có về được. Rồi một con đen dây kéo hai bên quá đẹp luôn, kiểu hai bên dây kéo. Chốt cho em mã đen, đen khóa nha, chốt mã đen khóa cho em 58 kg đổ lại vừa, xinh quá luôn. Đây nè mấy chị, muốn mà hai bên xẻ tà mình kéo dây kéo lên, kiểu nó như vậy hơn. Đó, mình muốn hai bên xẻ mình kéo kéo lên, còn không muốn thì mình cứ để vậy nha. Đó. Rồi chị nào chốt mã đen khóa lên, đen khóa cho em nha. Đen khóa giùm em. Con này hơi bị đẹp, hơi bị xịn. Khóa hẹn mấy chị mấy ngày nữa nha, chừng 10 ngày nữa. Vì hàng có rồi nhưng mà không có về được. 65 kg đổ lại vừa, chốt cho em mã tim xanh. 65 kg đổ lại vừa, chốt cho em mã tim xanh mấy chị ha. Phối viền rất là đẹp luôn. 65 kg đổ lại vừa lên cho em mã tim xanh nha. Tim xanh cho em mấy chị. Đồng giá 45.000 một áo nha chị Ngọc Huệ ơi. Tim xanh giùm em. Cái màu xanh hơi hiếm đó. Rồi con này lên ép nè. Con này 53 kg đổ lại cho em vừa nha, chốt cho em mã xanh. Xanh lá. Ship 30.000 nha Ngọc Hân ơi, ship đồng giá 30.000 nha mấy chị. Rồi lên với em mã xanh lá mấy chị, xanh lá cho em nha, xanh lá 52-53 kg đổ lại vừa, chốt cho em xanh lá. Cái màu xanh rất là hiếm thôi, em kiếm nãy giờ mà không thấy con màu xanh nào hết. Rồi một con bẹt vai quá đẹp luôn. Bẹt vai hoặc mình mặc xéo cũng được, mình mặc ngang vậy cũng được nha. Rồi cái này chị chốt cho em mã bẹt vai ha. Bẹt vai giùm em 55 kg đổ lại vừa nha. Cái này dán hàng, hai cái tay bẻ lai lên cho em. Rồi chốt cho em mã bẹt vai mấy chị, kiếp kiểu cổ vậy nè. Họ tiếp lông thỏ nha. Rồi lên mã bẹt vai giùm em. Rồi cái này lên với em mã nâu. Sọc nâu cho em mấy chị. Sọc nâu 53 kg đổ lại cho em vừa. Dán thể thao nha. Rồi lên cho em mã sọc nâu. Sọc nâu giùm em ha. Sọc nâu 53 kg đổ lại vừa, chốt sọc nâu nè. Ui em lên cây này xinh lắm nè. Rồi cái này chốt mã họa tiết giùm em mấy chị nha. Họa tiết cho em 60 kg đổ lại vừa lên cho em mã họa tiết nè. Họa tiết cho em 60 kg đổ lại vừa nha mấy chị. Xinh quá luôn. Rồi chị nào chốt này lên cho em họa tiết.
Đồng giá 45 ngàn một áo nha chị Hoa Hồng Đen ơi. Xin chưa? Rồi chốt cho em họ tiếp 60kg đổi lại vừa nha. Sọc đen cho em 60kg trở lại vừa lên với em mã sọc đen. 60kg đổi lại vừa chốt mã sọc đen giùm em. Chị nào có đơn nhớ inbox giùm em nha mấy chị. 55kg đổi lại vừa chốt cho em mã dâu. Dâu phối giùm em nè. Màu nó là màu sữa. Họ tiết dâu nha. Hai bên vai nó có nút nè. Đó. Hai vai có nút gì cho em hơn quá xinh. Rồi chỗ này chốt này lên cho em mã dâu 55kg đổi lại vừa chốt dâu. Một con họ tiết beo hồng lên với em mã beo hồng với chị nha. Beo hồng 55kg đổi lại vừa lên với em mã beo hồng ha. Quá xinh luôn nè. Rồi beo hồng giùm em nha. 55kg đổi lại vừa chốt cho em mã beo hồng với chị. 55kg đổi lại vừa lên cho em mã beo hồng. Có lại con sọc nâu ok chị nha. Chờ em xíu. Sọc nâu. Đây. Đây chị. Hai bên nó phối sọc nè. Rồi trước này thêu chữ cho em nha. Màu nó là màu 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 bò màu nâu. Dáng thể thao. 53kg đổi lại cho em vừa nha. 53-55kg. Rồi chị nào chốt là gì em sọc nâu ha. Sọc nâu cho em nha. Rồi con này chốt cho em mã beo. Beo hồng giùm em. Beo hồng ha mấy chị. Chốt beo hồng. Lên bé tiếp rồi ok. Em lên hết cây này em lên lên bé nha. Rồi một con họa tiết xanh. Sọc nâu. Ok chị Hoa Hồng Đen lên cho em địa chỉ luôn nha. Rồi con này hiểu luôn mấy chị. Này form dấu quần to 65kg đổi lại cho em vừa chốt cho em mã xanh. Này là giống như bị cái gì màu trời và mây trắng đó mấy chị. Họ tiết của nó là màu của da trời ha. Màu trời và mây trắng. Sọc nâu em chốt chị Hoa Hồng Đen. Mấy chị chốt đủ đơn giùm em 3 cái đi đơn nha mấy chị ha. 45 ngàn một áo phí ship 30 ngàn trên một đơn nha. Lên nhà em địa chỉ luôn chị Hoa Hồng Đen ơi. Dâu. Dâu. Mã dâu là cái nào ta? À đây. Mã dâu chị Risu. Lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Chốt đơn lên số điện thoại địa chỉ luôn mấy chị. Nhiều chị nói inbox xong em không có thấy inbox gì hết luôn. Ok, inbox thì inbox giùm em nha. Không inbox là em thu luôn á. Không có số điện thoại mà không inbox là em không chốt đơn được luôn á. Con xanh này 65kg lại cho em nha. Chị Risu luôn rồi chốt cái mã dâu lên giùm em số điện thoại địa chỉ thôi. Cái này mấy chị mặc thành đầm cũng được, em thấy form nó dần như thành đầm luôn. Đó, cái dáng nó như vậy nha mấy chị nha, form dấu quần. Rồi 65kg đổi lại cho em vừa nha, chốt cho em mã xanh. Mặt hơi bị xanh điện mấy chị, ngầu dữ lắm. Rồi, chốt xanh cho em nha. Xanh 65kg. Lên mã xanh. Ôi ôi, Huyện Đức Trọng hả chị? Huyện Đức Trọng là nhà ngoại em ở đó ngay đó luôn đó. Ở nhà ngoại em ở huyện Đức Trọng đó. Cái gì? Phú Hội. Thôn Phú Hội. Xã gì đó. Xã Phú Hội gì đó. Phú Hội Đức Trọng Lâm Đồng. Rồi 58kg đổi lại cho em vừa chốt cho em mã sọc xanh đó chị ha. Ok chị Risu. 58kg đổi lại vừa lên cho em mã sọc xanh. Trọng Lâm Đồng là quê ngoại đó mấy chị. Sọc xanh cho em nha. Quá đẹp. Ôi xinh chưa. Con này lên giúp em mã. Hai tay nó đều có phối hình giống giữa. Chốt cho em mã hình nha mấy chị. 53kg đổi lại cho em vừa nha. Lên cho em mã hình thôi.
Rồi đằng trước một cái hình hai bên tay phối hai cái hình nữa quá đẹp luôn. Rồi lên mã hình giùm em nha. Hình giúp em nè. Đi đơn từ 3 áo chị đẹp ơi, nó quá là dễ giúp mình luôn. 3 áo có 135.000 với phí ship 30 nữa là 165, được 3 cái áo siêu đẹp luôn. Rồi chị nào chốt mã này lên với em mã hình nha. Hình giùm em nè. Ôi con này đẹp quá nè. Lên cho em mã nâu phối mấy chị, 55kg đổ lại vừa chốt mã nâu phối giùm em ha. 55kg đổ lại vừa chốt cho em mã nâu phối. Nâu phối em nha. Sọc xanh em chốt chị Huỳnh Thảo. Chốt đủ đơn nha mọi người ơi. Em like nhiều nhiều bữa em bán 40-50 cái mà cứ chị 2 cái, chị 2 cái không mà không có đi đơn được gì hết. Huỳnh Thảo, chị Huỳnh Thảo hồi nãy giờ có đơn chưa ta? Rồi sọc nâu nè, xinh lắm. Chị nào xem lên bé thì cứ nói em. Comment lên giùm em nha. Đây sọc nâu, à, cái này các chị lên giùm em mã nâu phối. Nâu phối 55kg đổi lại cho em vừa ha. Rồi lên mã nâu phối cho em mấy chị. Chốt mã nâu phối giùm em nha. Lên bao xinh bao đẹp cho mấy chị luôn. 45.000 một áo nha chị. Kinh cúng liền. Sọc xanh hết chị Risu. Sọc xanh hết, lấy cái xanh cổ tim này cũng sọc mà cổ tim này đẹp nè. Rồi cái này chốt cho em mã xanh cổ tim 65kg hữu lại vừa nha. Chốt cho em mã xanh cổ tim đó chị nha. Chốt xanh cổ tim 65kg hữu lại vừa. Lên mã xanh cổ tim thì em form rộng, form dấu quần, form hàng nha mấy chị ơi. Rồi chị nào chốt lên cho em mã xanh cổ tim. Xanh cổ tim giùm em ha. Ủa cây này cũng đẹp lắm nè mấy chị nè. Rồi một con caro phối nè. Nâu phối chốt chị Ngọc thôi. Sọc xanh hết. Nâu phối hết chị Huỳnh Thảo. Mấy chị chấm chấm like lên cho em mấy chị. Chấm like để cái like của em nó nổi lên. Nhiều người thấy nha mọi người ơi. Nâu phối chốt chị Ngọc Hân. Hết nâu phối chị Huỳnh Thảo ơi. 45.000 một áo mấy chị. Làm bán giá sale rồi, bữa trước bán 50 lần ha, hôm nay xả sale cho mấy chị còn có 45 rồi. Rồi 55kg đổ lại vừa chốt mã caro giùm em nha. Caro giúp em mấy chị 55kg đổ lại vừa. Lên giùm em mã caro. 55kg đổ lại vừa chốt giùm em caro mấy chị hơn. Lên cho em mã caro nè. 55kg đổ lại vừa chốt cho em mã caro. Rồi con này lên cho em mã xám. 55kg đổ lại chốt cho em mã xám. Họ tiết xám giùm em nha. Rồi 55kg trở lại vừa chốt xám em mấy chị. Họ tiết xám cho em nè. Lên cho em mã xám đồng giá 45.000 một áo mấy chị nha. Rồi chốt cho em mã xám 55kg đổ lại vừa thôi. Chốt xám. 55kg đổ lại vừa chốt cho em mã xám. Trời ơi, đây Ngọc Hân hồi nãy hỏi là có nên nam không? Con này nam nữ mặc được nè. Con này nam nữ mặc được cho em nha. Chốt mã đen phối giùm em nha. Em chào chị Sơn. Sơn Pham. Rồi con này chốt cho em mã đen phối nha mấy chị hơn. Hai tay phối lính nè. Nam nữ mặc được hết. 60-62kg mặc được nha. 62kg đổi lại cho em vừa. Rồi lên cho em mã đen phối. Xám em chốt chị Huỳnh Thảo. Ở trước có số 76 nè. Con này đẹp lắm, ngầu. Nhớ chị nào có đơn inbox qua giùm em nha mọi người ơi. Để có gì em còn gửi, khi em chốt đơn em còn gửi hình lại cho mấy chị coi thử có đúng hay không nha. Rồi chị nào chốt con này lên giúp em mã đen phối. Đen phối giùm em. Xinh quá nè, một con bò màu bò rút dây này đẹp chưa? To hả chị Ngọc Hân? Bao nhiêu ký chị? Rồi con này mấy chị lên giúp em mã. Mã rút dây cho em nha. Mã rút dây giùm em mấy chị 55kg đổ lại vừa. Đây kiểu nó vậy nè. Nó có một cái dây rút ở đây nè mấy chị thích cái áo mà chỗ này mình nó lên vậy nè. Đó kiểu như vậy mình rút cái dây lên cho em nha. Rồi chốt cho em mã rút dây. Dây rút dây cũng được. 55kg đổ lại vừa ha. Quá xinh. Rồi lên cho em mã dây rút.
họ tiết xám giùm em. Họ tiết xám 65 kg trở lại vừa lên giùm em mã họ tiết xám. Họ tiết xám cho em nha. 65 kg trở lại vừa form hàng nha mấy chị Hương rộng đó. Cổ thích để dày cho nó ấm, thích lật xuống giùm em ha. Rồi lên cho em họ tiết xám mấy chị. 65 kg đổ lại, 45 kg đổ lên. Những cái form nào mà rộng dày 45 kg, em 45 kg nè. Mặc được hết nha, mặc rộng nó rất là ngầu luôn. Rồi lên cho em mã họ tiết xám nha mấy chị, 65 kg. Họ tiết xám 65 kg đổ lại vừa. Rồi con này form ôm nè. Đỏ lên cho em mã đỏ. Đỏ 50 kg đủ lại cho em con này ôm nha mấy chị. Con này lên ép nha, rất là đẹp. Đây, mấy chị chân váy đóng thùng vô cũng rất là đẹp luôn. Không thì thả ngoài. Con này form ôm mấy chị ha. 50 kg đủ lại cho em vừa chốt cho em mã đỏ. 50 kg đủ lại vừa chốt mã đỏ giúp em nha. Đỏ. Rồi lên cho em mã đỏ. Cái này giống như là bomber vậy mấy chị. Chữ đây là chữ may hết trên đây luôn. Rồi chốt đỏ giùm em nha. 50 kg đổ lại vừa chốt cho em mã đỏ. Form ôm. Rồi, một con đen thiêu hình cô gái đây cho em nè, xin chưa. Chốt mã đen thiêu cho em nha. Đen thiêu. Lên mã đen thiêu giùm em. Chấm like lên cho em mấy chị. Rồi lên cho em mã đen thiêu nè. Hồi nãy giờ sao không trúng con nào cánh dơi hết vậy ta. Rồi đen thiêu 53 kg đổ lại vừa chốt cho em mã đen thiêu mọi người ơi. Đen thiêu cho em nha. Thiêu hình cô gái rất là sang luôn. Rồi như là chốt đen thiêu lên thì em mã đen thiêu. Đen thiêu cho em nè. Đen thiêu. Rồi một con xám. Một con xám kiểu nha. Đó nó cái len nó dập nổi như vậy nè. Rồi chốt cho em mã xám. Xám 60 kg đổ lại vừa nha, lên mã xám giùm em nha. Xám 60 kg đổ lại vừa chốt cho em mã xám. Rồi lên cho em mã tim hồng mấy chị. Tim hồng cho em nè. Chấm like lên mấy chị. Rồi em hết cái này em lên cây linh bé nha. Chờ em xíu. Rồi cái này kiểu đó vậy nè. Đó nó tu vậy đó. Rồi đẹp chưa. Chốt mã tim hồng giùm em nha. Tim hồng 60 kg đổ lại cho em vừa. Lên cho em mã tim hồng mấy chị. Tim hồng 60 kg đổ lại vừa. Rồi cái này chốt con này lên cho em mã tim hồng nha. Tim hồng cho em. Xinh quá xinh. Tim hồng. Rồi em lên. Em lên cây lên bé nha. Có chị nào xem lên bé không? Chấm lên giùm em mấy chị. Còn không thì em lên lên lớn không thôi. Chị nào xem lên bé thì comment lên bé. Ủa? Em khoan còn lên trái nha. Rồi tím nhạt. Đẹp quá. 55 kg đổ lại nha. 55 kg trở lại vừa lên mã tím nhạt giùm em. 55 kg đổ lại vừa chốt cho em mã tím nhạt. Tím nhạt quá xinh nè. Những cái con tím này nó hiếm lắm nha mấy chị. Rồi lên giùm em tím nhạt nha. Tím nhạt giùm em nè. Lên tím. Cây lên bé nha mọi người. Rồi cái này chốt mã bò phối giùm em ha. Bò phối. Lên bé 35 ngàn một áo mấy chị nha. Rồi bò phối này nam trai gái mặc được. Cái này bé trai bé gái mặc được hết. Chốt bò phối cho em 22 kg đổ lại vừa lên cho em mã bò phối mấy chị nha. Bò phối 22 kg đổ lại vừa nè. Ồ một con đầm quá xinh luôn. Cái này giống như là một cái áo ở trong một cái yếm ở ngoài vậy mấy chị. Rồi chốt mã đầm giùm em nha. Đầm cho em nè. 33-35 kg đổ lại vừa lên cho em mã đầm mấy chị ha. Chốt đầm cho em nha. Đầm bé gái 33-35 kg đổ lại vừa. Rồi con này bé trai nè. Chốt cho em mã sọc riêu. Sọc riêu 22 kg trở lại cho em nha. Lên cho em mã sọc riêu. Sọc riêu giùm em ha, 22 kg đổ lại vừa. Rồi một con đầm ở trong lót lông luôn nè mấy chị. Hiệu luôn á. Cái này hiệu luôn. Chốt đầm vàng cho em nha. Đầm vàng 27 kg đổ lại cho em vừa là cho em mã đầm vàng nha. Trong lót lông hết cho em nè. Đó. Cái gì thấy không? Một cái con đầm này mà bán có 35 ngàn. Rồi lên giờ em đầm vàng nha mấy chị. Đầm vàng 27 kg đổ lại vừa. Chốt cho em mã đầm vàng. Rồi con này bé gái luôn nè. Chốt cho em mã thỏ. Thỏ cho em nha. Thỏ 27 kg đổ lại lên nha em mã thỏ. Trong lót lông luôn nha mấy chị ha. Đó. Rồi chốt cho em mã thỏ. Cái này vô mùa lạnh giờ bé mặc là bao ấm luôn. Bao ấm nó đẹp luôn. Rồi thỏ cho em ha.
thỏ. Rồi lên giùm em mã số 23. 23 giùm em 27 28 kg đổ lại vừa, lên cho em mã 23 mấy chị. Màu tím cà đó, màu tím nhạt. Lên cho em ha, 27 28 kg đổ lại vừa, chốt cho em mã tím cũng được, mã 23 cũng được. Thỏ em chốt chị Phương Pháp. Chấm chấm like lên giùm em mấy chị ha. Size nhí bao nhiêu ký chị Khánh Hà? Ủa, một em đầm xinh xinh nè. Ồ, đầm này gọi là đầm gì nè, đầm gì mà mấy bà Hàn Quốc á, mấy cô Hàn Quốc á, đúng không? Rồi 15 16 kg đổi lại cho em vừa, chốt cho em mã đầm nha. 15 16 kg đổi lại vừa, mã đầm cho em bé bé xinh xinh này, đẹp chưa? Rồi lên mã đầm giùm em nha, màu hồng phấn á. Lên cho em mã đầm 15 16 kg đổi lại vừa, chốt đầm. Bao nhiêu ký chị Khánh Hà? Rồi bé trai cho em nha. Chốt cho em mã xanh. Xanh bé trai 20kg đổ lại cho em là lên em mã xanh. Ngầu chưa? Dạ có lên người lớn chị Phúc Thiện. Len lớn em đang mặc này chị, len bé 35, len lớn 45, em lên xen kẽ. Một cây len bé, một cây len lớn cho mấy chị lựa ha. Chấm chấm like lên giùm em mấy chị đẹp ơi. Len bé 35, len lớn 45 mấy chị nha. Phí ship 30.000 cho một đơn ha. Đi đơn từ 3 cái. Lựa xen kẽ cũng được nha. Rồi xanh cho em. Đây, len này gọi là len thần mà mấy chị, len thần là cái loại len mà em thấy là nó xịn nhất trong các len luôn á nha mấy chị ha. Len thần là nó mắc nhất luôn nha mấy chị nha. Rồi chốt cho em mã màu này màu gì, màu bò. Chốt mã bò cho em này, trong lót lông nè, bò này bé gái mấy chị ha. 25kg đổ lại cho em vừa, chốt cho em mã bò nha. 10kg hả chị? Có mà hơi hiếm. Bé gái hay bé trai vậy chị? Mã bò cho em nha, 25kg đổ lại trong lót lông. Rồi một con hồng Mickey nè, 27kg đổ lại cho em vừa trong lót lông luôn nha. 27kg đổ lại vừa luôn nè, chốt cho em mã Mickey. Hồng Mickey 27kg đổ lại nha. Chốt hồng Mickey giùm em. Cây này tặng con gái không à, còn hồng không à. Rồi cái này là form dài nha mấy chị. Cái này form dài cho bé nha, mặc thành đầm cũng được, mặc thêm một cái quần bò vô cho em cũng được nha. Này chốt cho em mã cây thông ha. Cây thông này 33kg đổ lại vừa nè. Cây thông cho em nha, chốt mã cây thông 33kg đổ lại. Cây này của mấy bà không? Cái này của mấy bà không, màu hồng không? Rồi lên tim hồng cho em 28kg đổ lại vừa nha. Chốt cho em mã tim hồng 28-30kg đổ lại vừa. Rồi một con lông thỏ nha. Một con, không phải lông thỏ. Một con lông cừu nha mấy chị. Đây, lông thỏ là nó có lông nó sơ ra, nó nhuyễn hơn. Còn lông cừu là nó ép dày như vậy nè. Rồi chốt mã lông cừu cho em nha, cổ lọ bé gái. Rồi lông cừu người ta bán ra tới, nếu mà bán giá thường ta bán 50.000 một cái. Rồi chốt mã lông cừu giùm em mấy chị ha, con này 35kg đổ lại cho em nha. 35kg đổ lại vừa, lên cho em mã lông cừu nha mấy chị. Rồi lông cừu giùm em. Rồi em lên lớn tiếp nha. Lên cây lên lớn nè. Sao hôm nay không thấy cánh dơi ta? Cái bữa nay nhớ thấy cánh dơi nhiều. Ôi xinh quá, quá xinh quá xinh. Chấm like lên giùm em mấy chị, đâu hết rồi. Con em mặc lên giùm em mã tim hồng nha mấy chị ơi. Tim hồng 60kg đổ lại vừa nha. Tim hồng giùm em. Rồi chốt cho em mã vàng nơ mấy chị, 50kg đổ lại vừa, lên mã vàng nơ cho em nè. Vàng nơ giùm em mấy chị, đẹp quá luôn. 50kg đổ lại cho em nha, form ôm. Chỗ đây có nơ đó, bánh bèo đẹp quá. Rồi vàng nơ giùm em nha. Vàng em chốt chị Phương Pháp. Lên bé 35, lên lớn 45 nha chị. Rồi lên giùm em mã sọc xanh. Sọc xanh cho em nha. Sọc xanh mấy chị ơi. Sọc xanh này ở đằng trước nó có cái tà hở ra vậy, em biết nó để làm gì nữa. Để ăn rồi kéo lên lau miệng hay sao á. Dạ rồi, cái đó form ôm nha chị. Không phải là form ôm mà là nó sẽ bo dưới đây nè. Ui da, hồi nãy em có mặc lên mà.
Ok chị nha. Rồi chị nào chốt con vàng này lên mã vàng giùm em nha. Lên lên bé 14 kg. Ok chị. Em lai xen kẽ nha chị, một cây lên lớn, một cây lên bé để cho mấy chị lựa được cho mình và cho con luôn nha mấy chị đẹp. Cây này không phải form ôm mà nó sẽ bao la dưới này nè chị, phương pháp nè. Rồi cái này vậy nè, sọc xanh cho em nha. 53 kg đổ lại cho em vừa. Chị nào không thích nó hở ra vậy em không biết nó kiểu này sao nữa. Chị nào không thích về đạp đường chỉ qua đây cho em cho nó dính vô luôn. Rồi sọc xanh, tại vì em thấy con này đẹp đó. Sọc xanh, sọc xanh. Hello chị Minh Hiếu. Nhận đồ chưa chị? Rồi lên giùm em mã cam túi cho em nha. Nhận đồ chưa chị Minh Hiếu ơi? Rồi cam túi giùm em, ok chị nè. Cam túi 55 kg đổ lại vừa ha. Cam túi giúp em nha, đây có một cái túi. Rồi lên cho em mã cam túi nha. Cam túi cho em nè. Rồi một con vàng kiểu đó, ở đây nó khoen 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 vậy, nó cột chùm 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 vậy đó. Chốt vàng kiểu cho em 52 kg đổ lại cho em vừa. Lên cho em mã vàng kiểu, con này lên ép đẹp lắm nè. Rồi vàng kiểu cho em nha, 52 kg đổ lại cho em vừa. Rồi chị nào vừa chốt cho em mã vàng kiểu thôi, vàng kiểu cho em ha. Rồi lại cho em mã vàng kiểu, vàng kiểu cho em đó chị. Rồi xám giùm em nha. Xám 57 58 kg đổ lại vừa, chốt cho em mã xám. Xám 57 58 kg đổ lại vừa, chốt xám giùm em đó chị. Một con xám trơn ha. Xám trơn 57 58 kg đổ lại vừa nha. Rồi chỗ nào vừa chốt giùm em. Lên cho em mã xám trơn nha. Xám trơn cho em nè. Rồi lên tiếp cho em một con tim màu hường, chốt cho em mã hường. 55 kg đổ lại vừa, chốt mã hường giùm em đó chị nha, cổ tim. Lên cho em mã hường ha. Hường. Rồi một con hồng dâu. Trời ơi hồng dâu này lông nó tua đẹp chưa nè. Cổ tim luôn nha. Chốt cho em mã hồng dâu 55 kg đổ lại vừa nè. Lên cho em mã hồng dâu. Ok chị. Tính khiếu nại gì hay sao kêu anh bóc vậy. Rồi 55 kg đổ lại vừa đẹp quá. Lên mã hồng dâu giùm em nha. Hồng dâu cùi. Một con đen sọc đỏ 53 kg đổ lại vừa nè. Lên với em mã sọc. Đen sọc. Đen sọc cho em nè. 53 kg đổ lại vừa mấy chị nha. Đẹp chưa? Rồi chốt cho em mã đen sọc nha. Đen sọc giùm em ha. Đen sọc. Rồi em này hiệu luôn. Màu nó là màu kem. 52 kg đổ lại cho em vừa, chốt cho em mã kem. 52 kg đổ lại vừa, chốt cho em mã kem nha. Kem giùm em ha. Quá đẹp. Bán vốn hay sao chị Minh Hiếu? Tự nhiên nhận hàng rồi kêu đọc inbox nha, tưởng bán vốn gì chứ. Ok chị nha. Rồi mã kem giùm em mấy chị coi hiệu đẹp quá nè. Chốt kem cho em nha. Kem kem kem. Rồi một con hai bên vai nó, hai bên vai nó đi lên 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 khác màu nha mấy chị, lên khác màu giống như thiêu vậy đó. Rồi lên cho em mã xanh. Xanh hiệu luôn. Chị nào xem bé gái lên giùm em nha. Con hồng dâu này 55 kg đổ lại vừa. Em lên con xanh. Ok chị Minh Hiếu nè, chút nữa em like xong rồi. Con này hiệu đẹp quá luôn. 55 57 kg đổ lại vừa con này nha. 57 kg đổ lại vừa. Xinh lắm. Lên cho em mã xanh kiểu nha mấy chị. Xanh kiểu giùm em nha. 57 kg đổ lại vừa. Hồng dâu. Hồng dâu chốt chị Phúc Thiện. Chị Phúc Thiện nãy giờ có đơn chưa ta? Lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Lên số điện thoại địa chỉ giùm em. Rồi lên cho em mã xanh kiểu mấy chị. Rồi hai bên đẹp chưa? Lên mã xanh kiểu giùm em nha. Xanh kiểu cho em 57 kg đổ lại vừa mấy chị ha. Rồi chốt cho em mã xanh kiểu. Xanh kiểu giúp em nè. Con đen đỏ đây chị. Con đen đỏ lên xinh lắm. Đây đen đỏ nha. Hồng dâu chị Phúc Thiện ơi, lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Đây con đen đỏ đây. 53 kg đổ lại cho em vừa con này nha. Con này đẹp quá nè. Rồi chị nào chốt này lên nhà em ha. Màu đen nó phối sọc cũng là cũng đẹp hết. Thấy nha chị Phúc Thiện. Chị lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Đây em để đây tính chốt cho chị nè. Mà chưa thấy số điện thoại địa chỉ. Rồi chị nào còn xem lên bé chấm a lên giùm em nè. Em lên cây lên bé nha mấy chị. Một cây lên lớn, một cây lên bé nha.
sao không thấy mình lên số điện thoại địa chỉ nên là chưa có ghi. Rồi bé trai cho em nha, 12-13 kg đủ loại dừa lên cho em mã riêu. Mã riêu cho em mấy chị ha, riêu giùm em nha, 12-13 kg đủ loại cho em ha. Chị Phúc Thiện lên giùm em địa chỉ số điện thoại chị. Riêu rồi lên cho em mã cam bé trai luôn. 17 kg đủ loại cho em dừa lên cho em mã cam. Cam bé trai 17 kg đủ loại cho em dừa nha. Ôi một cái áo giữ nhiệt của bé gái nè. Quá đẹp luôn nè. Rồi chị nào chốt này lên cho em mã ren ha. Màu hồng đất. Ren 22 kg đổi lại cho em dừa nha. 25 kg đổi lại cho em dừa mấy chị, chốt cho em mã ren. Cái này của bé gái ha. Quá đẹp. Cổ và tay nó có ren như nè. Cái này là mấy chị mít dưới chân váy cho bé là xinh luôn. Rồi lên cho em mã ren 25 kg đổi lại vừa. Chốt ren. Bé trai nè lên cho em mã sọc. Bé trai ha. 17 kg đổi lại cho em dừa, chốt cho em mã sọc. Sọc 17 kg đổi lại dừa nha. Trời ơi một con nón. Một con nón, chốt cho em mã nón xám cho bé gái là cánh dơi. Hôm nay đúng cánh dơi. Nón xám cho bé gái 20 kg đổi lại cho em dừa nha. Rồi lên mã nón xám giùm em nha. Nón xám 20 kg đổi lại dừa mấy chị. Ok, chị Phúc Thiện ơi, tại mình lên số điện thoại địa chỉ để em coi mình ở cái khu vực có ship hàng được không nha chị. Nếu mà không ship hàng được thì em khỏi chốt cho mình để khỏi mất công mình ha. Mình lên giùm em số điện thoại, lên giùm em địa chỉ luôn nha. Khổ ở bên này chốt đơn rồi phải hỏi mấy chị ở đâu, tỉnh nào có ship hàng được không. Rồi ok chị lên giùm em địa chỉ luôn đi. Ôi nón đỏ cho em nè. Nón xám nón đỏ mấy chị ha. Nón đỏ này to, nón đỏ này 25 kg đổi lại cho em nha. Nón đỏ 25 kg đổi lại vừa, chốt cho em mã nón đỏ mấy chị. Ui một con lông thỏ của bé trai nha mấy chị ha. Lông thỏ của bé trai này 20 kg đổi lại vừa, chốt cho em mã lông thỏ. Con này lông thỏ nha, này bé trai ha. Rồi 20 kg đổi lại cho em vừa, chốt mã lông thỏ. Con này trong lót lông cho em nè. Này bé trai hay bé gái không biết. Bé gái cho em nha. Bé gái 15 kg đổi lại vừa, chốt cho em mã vàng. Trong lót lông ha. Rồi lên vàng giùm em nha. Vàng. Này chốt cho em mã nu thêu con ong đẹp quá. Này bé trai bé gái mặc được nè. 14 kg đổ lại cho em vừa, chốt cho em mã nu. 16 kg. Bé trai hả chị, để em coi nha. Coi con nào vừa thì em nói chị ha. Mình ở tỉnh nào chị lên địa chỉ giùm em luôn. Rồi nón xanh cho em mấy chị, 20 kg đổ lại vừa, lên cho em mã nón xanh. Nón xanh 20 kg đổ lại vừa nha. Chốt nón xanh giùm em nha. Ôi con này lên lớn nha mấy chị. Rồi con này vàng đẹp, con này hai bên. Hai bên đi nút nè. Rồi chốt mã vàng cho em 25 kg đổ lại vừa nha. À, đang ra lên bé. 55 kg đổ lại vừa giùm em nha. Có chị, 55 kg đổ lại vừa con vàng đó đẹp lắm nè. Hai bên phối nút nha, hai ngàn nút. Năm mươi lăm ký đổ lại cho em vừa mấy chị ho, chốt giùm em vàng đó, hai bên nó có hai hàng nút như này nha, xinh lắm. Rồi vàng giùm em. Em lên tiếp cây lên bé nữa, xong rồi em hoàn cây lên lớn nha mấy chị. Lên cho em mã túi. Chốt cho em mã túi mấy chị nha. Túi cho em 20 kg đổ lại vừa. Chị Phúc Thiện ơi, 16 kg thì những cái con mà em lên tầm chừng 20 kg đổ lại là mình lấy được nha chị. Rồi 20 kg đổ lại vừa, chốt cho em mã túi. Tại vì len mà mình mặc rộng chứ đâu mình đập. Rồi con này đẹp quá nè mấy chị ơi. Con cái này lông thỏ nha, bé trai bé gái thì mặc được cho em nha. Chốt cho em mã lông thỏ. Chốt cho em mã lông thỏ, con này hiệu luôn nè. Ôi con này mấy chị mua phải là mấy trăm. Ừ. 27-28 kg đổ lại cho em vừa, chốt cho em mã lông thỏ ha.
27-28 kg đổ lại dừa chốt mã lông thỏ giúp em nha. Rồi 20 kg đổ lại dừa là lên giúp em mã. 20-22 kg đổ lại dừa lên giúp em mã. Mã sọc riêu. Sọc riêu cho em trong khối lông nè mấy chị, trong lóc lông nè. Rồi sọc riêu cho em ha, 22 kg đổ lại chốt mã sọc riêu. Rồi bé gái cho em nha. Bé gái trong lóc lông lên cho em mã sọc nâu. Bé gái nè, sọc nâu cho em nha. Sọc nâu 18 kg đổ lại dừa chốt cho em sọc nâu. Ôi xinh quá. Bé gái cho em là 14 kg đổ lại lên cho em mã bi đỏ. 14 kg đổ lại dừa chốt mã bi đỏ giùm em nha. Chị Phúc Thiện ơi, mình lên giùm em tỉnh nào chị, em coi em có nhận đơn được không nha chị đẹp ơi. Rồi bé trai bé gái mặc được lên giúp em mã cam. Cam 20 kg đổ lại cho em dừa nha, lên cho em mã cam. Ở này mấy chị lên giùm em mã gấu. Gấu giùm em mấy chị hơn 18 kg đổ lại dừa chốt cho em mã gấu. Gấu bé trai nha. 18 kg. Rồi một con cổ lọ xanh của bé gái nè, đen thùng. 18 kg đổ lại cho em dừa lên cho em mã xanh. 18 kg đổ lại dừa chốt mã xanh nha. Ôi con này cũng gấu luôn hả. Cái này chốt đỏ gấu, chỗ này xinh mấy chị. Đỏ gấu giùm em nha bé trai. Đỏ gấu cho em nha. 22 kg đổ lại dừa lên với em mã đỏ gấu. 22 kg đổ lại dừa chốt mã đỏ gấu giùm em nha. Rồi con này của cô gái nè mấy chị, chốt mã cô gái cho em 14 kg đổ lại nha, lên cho em mã cô gái. Rồi chốt mã cô gái nè mấy chị. Rồi em lên cây lên lớn nha. Cô gái đẹp quá luôn. 55 kg đổ lại cho em dừa lên cho em mã sao nha mấy chị ơi. 55 kg đổ lại dừa chốt mã sao giùm em nha. 55 kg đổ lại dừa lên cho em mã sao. Ồ, nãy giờ nó ẩn comment thì em gì em không thấy luôn ta ơi. Chị Hường Xu. Trời ơi. Hỏi hoài không trả lời. Ồ nãy giờ em nhìn mấy kia không à, tự nhiên đang like bình thường mà nó ẩn comment hồi lúc nào không biết luôn. Chị Thái Nguyên vàng kiểu. Mấy chị chấm like lên lại giùm em cái mấy chị. Hèn gì sao nãy giờ em giống như em độc thoại vậy. Chị nào còn xem bên nhóm chợ này chấm like lên giùm em cái. 45.000 áo chị Hường Xu nha, không phải. Em bây giờ em cầm máy này em mới thấy comment nè, những cái máy này giờ nó đứng comment hết trơn luôn. Hàng gì em không thấy. 45.000 một áo chị. Chị Thái Nguyên đâu à ta, cho chị Vân Anh đỏ gấu trộn. Chị nào mình còn xem nãy giờ comment em không thấy, mình chấm lên lại giùm em cái mọi người. Lên bé 35, lên lớn 45 nha chị Hiền Xu ơi. Hường Xu. Chị Thái Nguyên chốt vàng kiểu là vàng kiểu là cái nào ta? Chị Vân Anh hồi nãy mình chốt cái gì ta? Đỏ gấu. Chị Vân Anh ơi, mình có chốt lại đỏ gấu, comment lại đỏ gấu giùm em nha. Bi đỏ em chốt chị Phương Pháp. Ẩn comment mấy chị ơi. Chứ không phải là em không trả lời. Trời ơi, em trông mấy chị comment ủng hộ luôn. Đỏ gấu. Đỏ gấu là con này đúng không? Đỏ gấu. Đỏ gấu này 25 kg bé trai nè chị. Ok chị Vân Anh nha. Chị Vân Anh lên số điện thoại địa chỉ giùm em chứ ha. Lên bé là 35.000 còn lên lớn 45. Không có giá đó đâu chị Hiền Xu ơi. Giá đó không có nha chị ơi. Chị Văn Anh ơi, con này là 25 kg nè chị. Đỏ gấu nè, bé trai nè. Ngầu 25 kg đổ lại dừa chị. Ok, lên số lại địa chỉ giùm em nha. Em chào chị Thúy Lan. Chị Thái Nguyên nãy chốt vàng kiểu là con nào ta, con em đang mặc hả?
Từ Liêm Hà Nội rồi, ok chị Vân Anh nè. Chọn từ 3 áo giùm em nha mấy chị. Chị Hương Xu ơi, Lửa Lai không có giá đó đâu chị. Người ta đã bán lẻ. Em bán lẻ rẻ lắm rồi. Rồi ok chị Vân Anh nha. Con này mấy chị chốt cho em mã xanh. Hello chị Diệu Đức. Bi đỏ. Bi đỏ em chốt cho chị Phương Pháp. Tìm vàng trước đó hả chị? Vàng trước đó là à, cái này đúng không chị? Đúng, chị nói đúng giùm em nha. Cái này là em kêu vàng kiểu nè. Để nó ẩn comment mấy chị. Chấm chấm lên giùm em. Bi đỏ cho Phương Pháp rồi nha. Con này đúng không nha, chị Thái Nguyên ơi, đúng, chị nói đúng giùm em nha. Trời ơi, chị nói 32.000 mà chị đòi lựa thổ cẩm nữa. Không có, ở đâu ra luôn đó chị. Thổ cẩm người ta sỉ là 85.000, riêng thổ cẩm nha là sỉ 85.000 là bóc cục luôn á chứ không được lựa nữa. Có nha chị Thúy Lan ơi, vậy mấy chị muốn xem lên bé thì em lên lên bé tiếp nha. Rồi con này chị nào chốt lên cho em mã sao. Ok chị Thái Nguyên nè. Còn đây thổ cẩm em vẫn bán 45.000 nhưng mà nó hiếm lắm. Nó nằm nó lộn xộn trong lô chứ. Mà thổ cẩm không thì không bao giờ có giá đó hết đó chị. Lên hàng mít họ tiếc, người ta là sỉ cho mấy chị là 49 rồi đó. Con này em bán vàng là đa số là họ tiếc nhiều. Rồi con này mấy chị lên giúp em mã gì màu này màu gì, màu nu mấy chị ha. Nu phối cho em nha, 53kg đổ lại vừa trước em mã nu phối. Có nha chị Thúy Lan ơi. Rồi để đợi em xíu lên hết cây này, em lên cây lên lên lớn lên bé lại cho mấy chị nha. Nu phối giùm em mấy chị, nu phối 53kg đổ lại dừa nè, cổ phối cho em nè. Ở này là thiêu hết nha, hai tay phối xong. Rồi nu phối em chốt cho chị. Không chị Hường Xu ơi, không có chốt được cho chị giá đó đâu ha. Sỉ mà lựa trên like là 38-40 nha chị. Đó, tùy số lượng nha. Sỉ từ 30 áo trở lên, chị 20 áo là lấy đâu ra giá đó. Trời, một con kiểu đỏ đỏ kiểu đẹp quá này mấy chị, form ôm nha. Chị inbox cho em nha chị, nếu mà chị lựa like á, chị lựa like á 30 con trở lên á thì 38.000 chị ha. Còn 20 con là 40.000 cho em nha. Rồi chị nào chốt ha, lên với em mã đỏ. Đỏ đẹp chưa? Đỏ này tầm chừng 47-48kg thôi nha mấy chị ha. 47-48kg đổ lại vừa thôi, chốt cho em mã đỏ nha. Đỏ form ôm. Rồi lên mã đỏ giùm em. Em 45kg nha mấy chị. Đỏ 47-48kg đổ lại vừa. Ồ, một con ca. Cánh dơi nè chị Ngọc Ngọc Hân ơi, còn đó không chị ơi? Đẹp chưa? Cánh dơi cho em nè. 55kg đổ lại cho em vừa nha. Lên lớn 45, lên bé 35 nha chị Như Quỳnh ơi. Rồi 55kg đổ lại cho em vừa, lên cho em mã cánh dơi mấy chị. Hả? Kiểu gì nha. Rồi chốt cho em mã cam. Ủa sao vậy ta? Không thấy. Em bấm tắt em vô lại thử nha, bên phay chính. Bên phay chính nè chị Phương Pháp. Chị nào đang xem bên phay chính em tắt vô lại giùm em nha.